tin tức tốt xuyên qua còn xuyên qua thành một vị hoàng đế tin xấu vị hoàng đế này là hoàng đế buồn nhìn cả đời bị quyền thần đùa bỡn trong lúc vỗ tay hán hiến đế lưu hiệp thời gian kiến an ba năm tào tháo diệt lữ bố dẫn quân đại thắng hoàng triều triều đình không ai có thể tranh phong ngay khi lưu hiệp vì tiền đồ của mình mà lo lắng thức tỉnh hệ thống bạn tốt của đế vương chỉ cần đối phương thừa nhận mình là bạn tốt của lưu hiệp lưu hiệp có thể nhận được phần thưởng ký chủ thêm lưu bị làm bạn tốt đạt được kỹ năng màu tím thao hối ký chủ thêm tào chương làm bạn tốt đạt được mệnh cách màu xanh lá cây vỏ giả có thể thăng cấp ký chủ thêm triệu vân làm bạn tốt đạt được tử sắc binh khí ngạo tuyết bàn long thương màu cam mệnh cách long đảm ngoài mặt lưu hiệp là con rối thiên tử khúng núng trong bóng tối lưu hiệp nắm giữ thế lực khổng lồ khuấy động phong vân thiên hạ Mấy năm sau, thiên tử đại hán Lưu Hiệp ngồi trên đại điện, cúi đầu nhìn Tào Tháo. Tào thừa tướng, mở mắt ra nhìn xem. Thiên hạ này là ai định đoạt? Chương một, Thiên tử thủ biên giới, để vương hảo hữu hệ thống thức tỉnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Năm 198 công nguyên, mùa đông năm kiến an thứ ba. Tào Tháo ở từ châu Bắc giết lữ bố, dẫn quân đắc thắng hoàng đô, cử triều vui mừng, thiên hạ chấn sợ. Quy vọng của triều đình leo lên tới đỉnh cao, không ai có thể tranh phong với nó. Hứa Đô Thành, thiếu niên thiên tử Lưu Hiệp ngồi trên điện, nội thị trong cung tiến lên bẩm báo. Bệ hạ, quốc trưởng phục xong ở ngoài điện cầu kiến. Gọi hắn vào đi. Duy. Hoàng đế trên Long ý lúc này đã không phải bản thân, mà là một người xuyên Việt đến từ hậu thế. Thân là người đời sau, hắn tự nhiên biết trở thành hán hiến đế lưu hiệp có ý nghĩa như thế nào thiên tử đại hán lưu hiệp ngoài mặt thiên hạ cộng chủ ngôi cửu ngũ trên thực tế lại là khôi lỗi trong tay thừa tướng đại hán tào tháo không bao lâu tiểu thái dám dẫn một nam tử trung niên mặc cẩm y hoa lệ đi vào đại điện người này đi tới trước người lưu hiệp cung kính kính nói đại lễ với lưu hiệp hành vi thần phục xong bái kiến bệ hạ ngô hoàng vạn tuế quốc trượng mời đứng lên quốc trượng phục xong là phụ thân của hoàng hậu đại hán phục thọ đồng thời cũng là một trong những nhân vật dẫn đầu phái trung hán bảo hoàng trong triều lưu hiệp giơ tay ý bảo phục hoàng đứng dậy hỏi phục hoàng không biết hôm nay quốc trượng tới tìm trẫm có chuyện gì bệ hạ đại hán được cứu rồi phục hoàng sắc mặt đỏ bừng vẻ mặt phấn chấn nói ban sư hứa đô của tào tháo ngài có biết hắn mang ai về không tào tháo mang về người nào vậy lưu hiệp nhẹ giọng hỏi phục xong một câu trên thực tế hắn đối với tào tháo mang về người phương nào căn bản không có hứng thú phục xong mỗi lần nhìn thấy mình đều sẽ nói một câu đại hán được cứu nhưng mà lưu hiệp cũng không cho rằng phục xong liền năng lực gì cứu vớt đại hán thậm chí lấy phục hoàng ánh mắt cũng nhìn không tới bất luận cái gì cứu vớt đại hán cơ hội có thể nhìn thấy đều là hố phục xong ưu điểm duy nhất đại khái chính là thân là quốc trượng đối với mình cũng đủ trung thành đương thời anh hùng, đại hán tông thân Lưu Huyền Đức. Phục Hoàng vẻ mặt hưng phấn, thao thao bất tuyệt nói với Lưu Hiệp. Lưu Huyền Đức nhân nghĩa danh tiếng truyền khắp trong biển, lại là hán thất tông thân, tất nhiên là bệ hạ tử trung. Thủ hạ của hán quan, trương nhị tướng có vạn người không làm chi dũng, nếu như bệ hạ có thể lôi kéo người này, liền có thể thiết kế chém giết tào tặc trung hưng đại hán. Nghe xong, trong lòng Lưu Hiệp âm thầm lắc đầu nếu Tào Tháo dễ giết như vậy, còn có thể đến phiên mình giết sao? Kiếp trước Lưu bị dưới sự cai trị của Tào Tháo là cái dạng nghẹn khuất gì, chính mình cũng không phải không biết, đủ đều bị lão Tào dọa rớt. Cho dù Lưu bị là giả bộ, nhưng hắn ở hứa đô bị Tào Tháo hoàn toàn nghiện ép tóm lại là sự thật. Trông cậy vào Lưu bị đến cứu vớt mình, không khác gì người si nói mộng. Lưu bị có thể trải qua nhiều gian khổ thành lập quý hán, cho đại hán 400 năm một cái thể diện rời đi, nhưng không cách nào giúp được hoàng đế mình. Quốc trưởng à, chúng ta ngay cả mặt lưu bị cũng chưa thấy đã muốn lôi kéo người ta, có phải hơi sớm không? Bệ hạ nói cũng đúng, ngày mai lâm triều, Tào Tháo hẳn là sẽ đem lưu bị giới thiệu cho bệ hạ. Đến lúc đó lưu bị là người như thế nào, bệ hạ vừa nhìn liền biết. Ta tin tưởng lấy huyền đức công chi anh hùng, sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Trẫm biết rồi, ngươi xuống đi. Vi thần cáo lui. Tại phục sông rời khỏi đại điện thời điểm, cửa đại điện hai cái tiểu thái giám cũng theo lui ra ngoài, rõ ràng là hướng tào tháo mật báo đi. Lưu Hiệp làm hoàng đế, ngay cả chút tự do cá nhân cũng không có. Tiễn bước phục hồi xong, Lưu Hiệp liền bắt đầu suy tư con đường sau này phải đi. Dựa theo dòng thời gian hiện tại, Tào Tháo đã thảo diệt lữ bố, sau khi trở lại hứa đô, chính là sự kiện y đái chiếu. Quốc trưởng Phục Sông đem đại sự phó thác cho Đổng Thừa, đổng thừa mưu đồ tru sát tào tháo thất bại tào tháo nhân cơ hội giết một nhóm trung thần hán thất để kinh sợ lòng người ngay cả hoàng phi đổng quý nhân của mình lúc mang thai cũng bị tào tháo siết chết ở ngoài cửa cung một xác hai mạng thê thảm vô cùng kiếp trước khi lưu hiệp đọc sử đây chỉ là mấy hàng chữ ít ỏi trong sử sách nhưng việc này rơi vào trên người mình lại có mấy nam tử hán đại trượng phu có thể nhịn được ngay cả phi tần và hài tử của mình cũng không giữ được còn làm hoàng đế cái gì? Lưu Hiệp siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ. Nếu ta đã trở thành hán đế, thì quyết không thể để chuyện thảm khốc này xảy ra lần nữa. Trẫm chẳng những muốn bảo vệ Hoàng Phi, còn muốn bảo vệ đại hán con dân, sẽ không để cho bọn họ lại chịu dị tộc lăng ngược nỗi khổ. Sau thời hán mạc tam quốc loạn thế, chính là ngũ hồ loạn hoa. Dân chúng hán gia dưới đồ đao của dị tộc xương trắng khắp nơi, được dị tộc gọi là dê hai chân chuyện như vậy, Lưu Hiệp tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xả tắc. Lưu Hiệp trở thành đại hán thiên tử, phải bảo vệ quốc môn, cùng những kia muốn hủy diệt hoa hạ dị tộc xuất sinh tử chiến đến cùng. Lúc Lưu Hiệp hạ quyết tâm, một thanh âm dễ nghe vang lên bên tai hắn. Kiểm tra đo lường được ký chủ có đế vương tráng chí, thành công trói định đế vương hảo hữu hệ thống. Hệ thống. Trẫm cũng biết trời không tuyệt đường người, trời cao sẽ không để trẫm bằng không xuyên qua một hồi. Trong lòng Lưu Hiệp mừng như điên, quét sạch lo lắng ngày xưa. Thân là người xuyên Việt, Lưu Hiệp đối với hệ thống cũng không xa là gì, hắn xoa xoa tay, khẩn cấp chờ đợi hệ thống đối với phần thưởng của mình. Quân bất kiến, chư thiên vạn giới đồng đạo trung nhân đều tại hệ thống phụ tá hạ quân lâm thiên hạ, trên đời vô địch sao. Có hệ thống, bất luận là tạo tháo hay là bắt cương dị tộc đều không đủ sợ mở màn là đại tuyết long kỵ mở màn là khuôn mẫu của hạng vũ mở màn là vũ lực lưu hiệp cũng không tham những thứ có thể nghĩ đến này hắn đều muốn sau khi đạt được phần thưởng hắn trực tiếp ấn chết tào mạnh đức sau đó dẫn quân quét ngang chư hầu thiên hạ chẳng phải rất đẹp sao hệ thống mau cho trẫm ban thưởng đi trẫm chờ ngươi thật lâu trước đem vũ lực giá trị cho trẫm kéo đây hệ thống cũng không trực tiếp thưởng cho hắn như lưu hiệp tưởng tượng mà là nhắc nhở. Để vương bạn tốt hệ thống, cần ký chủ thêm vào nhân vật khác làm bạn tốt mới có thể đạt được khen thưởng. Phần thưởng bao gồm nhưng không giới hạn ở kỹ năng, mệnh cách, tài nguyên mà đối phương có được. Ký chủ mỗi tháng có 5 lần cơ hội thêm bạn bè, xin hãy sử dụng hợp lý. Nghe hệ thống giải thích xong, trong lòng Lưu Hiệp hơi có chút thất vọng. Chính mình cái này để vương bạn tốt hệ thống, chỉ có thể đạt được người khác nguyên bản có được đồ vật cũng không thể lập tức cho mình nghịch thiên năng lực lấy tình cảnh hiện tại của mình chung quanh có thể xưng là bằng hữu đều là những người nào a à? quốc trượng phục sông, quốc cửu đổng thừa phục hoàng hậu đổng quý phi luận năng lực một cái so với một cái kéo khố phục hoàng hậu cùng đổng quý phi tư sắc ngược lại không tệ nhưng chính mình đạt được đồ chơi kia cũng vô dụng a à? chẳng lẽ trẫm còn có thể đi sắc dụ tào tặc bất quá hệ thống xuất hiện rốt cuộc cho lưu hiệp một ít hy vọng Sức mạnh của một người là nhỏ bé, nhưng tích tiểu thành đại, có lẽ có thể tích lũy ra thực lực đủ để đối kháng Tào Tháo. Lưu Hiệp hỏi hệ thống. Hệ thống, trẫm cái này hảo hữu là tính như thế nào? Là muốn người khác phát ra từ nội tâm thừa nhận trẫm là bằng hữu của hắn, hay là bề ngoài thừa nhận là được rồi? Hệ thống trả lời. Mặt ngoài thừa nhận, chỉ có thể đạt được cơ sở nhất bạn tốt khen thưởng sự thân thiện của vật chủ và bạn bè có thể được tăng lên, với mỗi cấp độ tăng lên, bạn sẽ nhận được một phần thưởng bổ sung. Chương 2 Hoàng Thúc A, ngươi nguyện ý làm trẫm bằng hữu sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe hệ thống giải thích xong, Lưu Hiệp không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặt ngoài thừa nhận là có thể đạt được khen thưởng, vậy khó khăn liền nhỏ hơn nhiều. Trong ngoài hoàng cung, lưu hiệp thật đúng là không thể xác định có mấy người thật lòng đối đãi với mình ký chủ trói định hệ thống có thể đạt được tân thủ khen thưởng lần đầu thêm bạn tốt nhất định sẽ nhận được phần thưởng màu tím xin chủ ký sinh mau chóng thêm bạn tốt trẫm biết rồi dựa theo hệ thống quy tắc khen thưởng đẳng cấp chia làm đen trắng xanh lá cây làm sắt tím cam kim sắt bảy cái cấp bậc người bình thường chỉ có kỹ năng màu trắng hoặc mệnh cách nếu như có thể có được một kỹ năng màu xanh lá cây coi như là hạng người nổi tiếng người có thể có được mệnh cách hoặc kỹ năng màu tím tất nhiên là người có phúc lưu hiệp mở hệ thống tra xét mặt bản thuộc tính của mình một chút ký chủ tên lưu hiệp kỹ năng không mệnh cách chân lông thiên tử màu vàng đã bị phong cấm điều kiện mở khóa hoàn toàn khống chế triều đình chiếm một nửa lãnh thổ đại hán trở lên tài nguyên không nhìn mặt bản thuộc tính của mình lưu hiệp thầm nghĩ khá lắm mình quả nhiên là hoàng đế tam vô danh xứng với thực tuy có mệnh cách màu vàng nhưng hoàn toàn có thể xem nhẹ nếu như mình có thể hoàn toàn khống chế triều đình chiếm giữ một nửa giang sơn vậy còn muốn hệ thống dùng làm gì lấy thông minh tài trí của trẫm cũng có thể nhất thống thiên hạ lần đầu tiên thêm bạn tốt cơ hội thập phần trân quý, chẳng muốn thêm ai tốt đây. Chắc chắn là không được rồi, nếu không thì cứ chờ đã. Trong lúc Lưu Hiệp suy tư, một nữ tử dáng người mảnh mai, dung nhan xinh đẹp cầm một bình trà từ sau điện đi ra. Nữ tử ôn nhu nhỏ nhẹ, nói với Lưu Hiệp. Bệ hạ vất vả rồi, uống chén trà nhuận ít hầu đi. Mỹ nữ trước mắt, chính là hoàng hậu phục thọ của Lưu Hiệp, cũng chính là nữ nhi của quốc trượng Phục Sông phục thọ năm mới 28, có một khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp, hơn nửa đôi mắt to như nước xuân của nàng, lộ ra cả người ôn nhu quyến rũ. Lưu Hiệp nhìn thấy phục thọ, lập tức hai mắt tỏa sáng, từ khi xuyên qua đến đại hán tới nay, đây đại khái là hắn duy nhất phúc lợi. Hắn cười cầm lấy tay phục thọ, nói ra. Trẫm quả thật mệt mỏi, theo trẫm đến tẩm điện nghỉ ngơi cho tốt đi. Phục thọ sắc mặt phím hồng. Bệ hạ, còn phải bảo trọng long thể mới được không ngại người gặp việc vui tinh thần sảng khoái lưu hiệp được hệ thống tâm tình cũng trở nên thư giãn rất nhiều giấc ngủ này càng thơm ngọt hôm sau lưu hiệp lên triều ở đại điện hoàng cung nói là lưu hiệp thăng triều trên thực tế hắn chính là giống như một linh vật ngồi trên long ỷ mặc kệ tạo thừa tướng nói gì hắn một mực chuẩn tấu là được như vậy đối với hai người đều tốt ở trên đại điện Lưu Hiệp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại hán thừa tướng chiến thắng trở về từ Từ Châu, Tào Mạnh Đức. Tào Tháo mặc quan phục đại hán, đứng đầu các văn võ. Hắn tuy rằng dáng người không cao, tướng mạo cũng chưa nói tới anh Tuấn, lại làm cho người ta một cổ quả quyết cương nghị, bá tuyệt thiên hạ. Trong lòng Lưu Hiệp rõ ràng, đây là khí thế ở địa vị cao lâu, chấp trưởng trọng binh, bạch chiến bách thắng dưỡng thành. Tào Tháo cao giọng nói với Lưu Hiệp. Bệ hạ, thần lần này chinh phạt lữ bố, có một người lập được đại công. Bệ hạ nên hậu thưởng công lao này, lấy chương ngô hoàng ân trạch. Lưu Hiệp biết rõ lịch sử, đối với tâm tư Tào Tháo trong lòng biết rõ ràng. Lão đăng Tào Mạnh Đức này, chính là muốn cho Lưu bị một chức hư, nuôi dưỡng hắn ở hứa đô, để Lưu bị vĩnh viễn không bay ra khỏi lòng bàn tay của mình. Nếu Tào Tháo muốn mình phong quan cho Lưu bị, mình dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, xoát độ hảo cảm của Lưu bị. Đúng vậy, trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ, Lưu Hiệp đã xác định muốn đem danh ngạch bạn tốt đầu tiên dùng cho Lưu Bị. Là kiêu hùng khuấy động phong vân thiên hạ trong loạn thế, Lưu Bị nhất định có không ít kỹ năng và mệnh cách cường đại. Đã như thế, liền tuyên Lưu Bị lên điện đi. Được lệnh của Lưu Hiệp, tiểu thái giám bên cạnh Lưu Hiệp cao giọng quát. Bệ hạ có chỉ, tuyên Lưu Bị lên điện. Không bao lâu, Lưu Bị đã sớm chờ ở bên ngoài liền bước vào trong điện quy củ cũ hành đại lễ với Lưu Hiệp. Sau khi vi thần Trung Sơn tỉnh Vương Lưu Thắng, huyền tôn Lưu Bị của Hiếu Cảnh Hoàng đế bái kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế. Nghe xong danh hiệu liên tiếp của Lưu Bị, Lưu Hiệp vẽ mặt hắc tuyến. Trẫm hỏi ngươi xuất thân từ đâu sao, ngươi liền xuất thân như vậy cho trẫm. Ái Khanh mời đứng lên đi. Tạ ơn bệ hạ. Sau khi Lưu Bị đứng dậy, sắc mặt vô cùng thản nhiên, Lưu Hiệp không thể không bội phục khuôn mặt này của hắn. Không ngờ Lưu Khanh chính là dòng họ hán thất, Tông Chính Khanh ở đâu, lấy tộc thế phổ nghiệm xem. Tông Chính Khanh nhanh chóng mang gia phả tới, đọc trước mặt văn võ cả triều. Hiếu cảnh hoàng đế sinh 14 con trai, con trai thứ bảy là Trung Sơn tỉnh Vương Lưu Thắng, Thắng sinh. Lưu Huệ sinh Đông Quận Phạm lệnh Lưu Hùng, Lưu Hùng sinh Lưu Hoàng, Lưu Bị là con trai của Lưu Hoàng. Xuất thân của Lưu Bị có căn cứ có thể tra, quả thật xem như dòng họ hán thất. Nhưng trong mắt Lưu Hiệp, huyết mạch của hắn cùng mình quá mức xa lánh, thuộc về nhánh cảnh đế Tây Hán. Bất quá điều này cũng không trở ngại Lưu Hiệp lôi kéo Lưu Bị, hắn cười nói với chúng thần. Nguyên lai huyền đức là hoàng thúc của trẫm A. Trong tông tộc có năng thần này, quả thật là chuyện may mắn của đại hán ta. Đợi sau triều Lưu Khanh đợi một lát, trẫm cùng Khanh cùng ôn lại tình cảm thúc chất. Vi thần tuân chỉ đối với quyết định của Lưu Hiệp, Tào Tháo cũng không can thiệp. Hắn bây giờ còn chưa cùng Lưu Hiệp chân chính trở mặt, chỉ cần Lưu Hiệp làm việc không quá phận, Tào Tháo đều ngầm đồng ý. Kiếp trước Tào Tháo cùng Lưu Hiệp triệt để đoạn tuyệt, là sau khi chuyện y đái chiếu bại lộ, các bình độc sát Tào Tháo thất bại. Sau khi trọng thần lui triều, Tào Tháo lưu lại mấy tâm phút nhìn chầm chầm Lưu Hiệp, Lưu Hiệp thì dẫn Lưu bị tiến vào thiên điện, bình lui trái phải. Lưu Hiệp đánh giá Lưu bị vài lần, Lưu Bị mặc như mũ ngọc, răng nanh sau môi, quả nhiên có tướng quý nhân. Lưu Bị thấy bốn phía không có người, lập tức quỳ rạp xuống đất, nói với Lưu Hiệp. Bệ hạ, ngài chịu khổ rồi. Tào tạc khi quân tổn hại, đại sự trong triều cũng không do bệ hạ làm chủ, những chuyện này thần đều nhìn thấy. Hôm nay được gặp bệ hạ, Lưu Bị nguyện lập lời thề, cuộc đời này sẽ dốc hết toàn lực đền đáp bệ hạ, giúp đỡ hán thất. Lưu Bị nói xong nước mắt liền rơi xuống lưu hiệp không khỏi cảm động trong lòng lưu bị có thể là người duy nhất trong tam đại hùng chủ thiên hạ tâm hướng hán thất không dễ dàng a à, không hổ là hoàng thúc của trẩm hoàng thúc có tâm ý này trẩm tự nhiên tin tưởng ngươi trẩm liền phong hoàng thúc làm tả tướng quân nghi thành đình hầu mong hoàng thúc chớ phụ trẩm theo trẩm trung hưng đại hán thần đa tạ bệ hạ tất vì bệ hạ phục tử lưu hiệp thấy bầu không khí nóng lên không kém bao nhiêu liền hỏi lưu bị hoàng thúc a à, ngươi nguyện ý làm bằng hữu của trẫm sao lưu bị sợ hãi nói thần không dám ta không phải hỏi ngươi có dám hay không mà là hỏi ngươi có nguyện ý hay không ngươi nguyện ý không lưu bị ngẩng đầu vẻ mặt chân thành nói bệ hạ nguyện ý lấy thần làm bạn chính là hoàng ân mênh mong cuồn cuồn thần há có thể không muốn từ hôm nay trở đi, bệ hạ ở trong lòng thần chính là sinh tử chi giao. Thần dù là bỏ qua tánh mạng, cũng sẽ không cô phụ ta cùng bệ hạ quân thần chi tình, bằng hữu chi nghĩa. Chương 3 Màu tím kỹ năng, dấu kín Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lưu bị thừa nhận thân phận bạn tốt, chủ ký sinh thêm bạn tốt xin thông qua. Chúc mừng ký chủ, đạt được vị thứ nhất hảo hữu. Lưu bị Lưu Bị cùng ký chủ hiện tại độ hữu hảo. 10 điểm đầu chi giao. Ký chủ phải chăng bắt đầu rút ra phần thưởng từ trên người bạn tốt Lưu Bị? Cái quái gì vậy? Nghe hệ thống nhắc nhở, Lưu Hiệp cũng không có vui sướng sắp đạt được phần thưởng, ngược lại có chút phát mộng. Lưu Bị vừa rồi không phải nói cùng mình chính là sinh tử chi giao, bỏ qua tánh mạng cũng muốn toàn bằng hữu chi nghĩa sao? Kết quả là vậy sao? Độ thân thiện của hệ thống là từ 0 đến 100, độ thân thiện 10 điểm cũng mạnh hơn một chút so với người lạ. Lưu Hiệp hiện tại rất muốn hỏi Lưu Bị, nghĩa quân thần của ngươi đâu? Ngươi chính là trung thành với trẫm như vậy sao? Lưu Hiệp cẩn thận đánh giá Lưu Bị, Lưu Huyền Đức trước mắt vẫn vẻ mặt chân thành như trước, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể vì Lưu Hiệp mà chết. Nếu không là có hệ thống tồn tại, có lẽ Lưu Hiệp thật đã bị Lưu Bị cho lừa đem hắn trở thành thiên hạ đệ nhất đại trung thần. Lưu Bị, giống Tào Tạc, cũng là một tên không biết xấu hổ. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, Lưu Bị nếu quả nhiên là một người trung hậu thành thật, sao còn có thể sống sót chạy ra khỏi Hứa Xương? Diễn xuất của hắn tuyệt đối là cấp ảnh đế, ngay cả Tào Tháo đa mưu túc trí cũng lừa gạt. Chuyện cho tới bây giờ, Lưu Hiệp đã đối với Lưu Bị không báo hy vọng quá lớn, nhưng phần thưởng nên lấy vẫn phải lấy rút ra. Đang vì ký chủ rút ra khen thưởng. Rút ra thành công. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được kỹ năng màu tím thao hối. Thao hối. Kỹ năng màu tím. Lưu bị thâm sâu lòng dạ, công vu tâm kế, cực giỏi giấu tài. Thi triển kỹ năng thao hối thời điểm, có thể đem người khác đối ký chủ địch ý giảm xuống 50%. Khi vật chủ giao tiếp với con người, độ tin cậy của lời nói tăng lên 50% khi người khác giao tiếp với vật chủ, cảnh giác giảm 50%. Nghe hệ thống giới thiệu, Lưu Hiệp mới cảm nhận được thao hối kỹ năng này cường đại. Đây chính là thần kỹ cấp ảnh đế, kỹ năng chuyên môn của lão lừa đảo. Trách không được Lưu Bị có thể nhiều lần hóa nguy thành an, chạy đến đâu lừa dối đến đó, đều là kỹ năng cường đại này có tác dụng. Trong mắt Lưu Hiệp, đạt được thao tài thậm chí còn hữu dụng hơn so với đạt được một thân kiếm thuật của Lưu Bị dù sao học kiếm thuật, hắn cũng không có khả năng mang theo kiếm đi chém tào tạc, kia thuần túy là tiền đường chết. Học được thuật giấu tài, lại có thể tăng lên rất nhiều năng lực bảo mệnh của mình. Nhìn Lưu bị ra sức biểu diễn trước mặt mình, Lưu Hiệp cười lạnh trong lòng. Ai còn không phải là ảnh đế? Người có thuật giấu tài, chẳng lẽ trẫm không có sao? Lưu Hiệp lập tức học thần kỹ vừa mới đạt được, hắn cầm tay Lưu bị, hai hàng nước mắt chảy xuống trẫm có thể được hoàng thúc phụ tá hán thất rất hương thịnh từ hôm nay trở đi hoàng thúc chính là tâm phúc chi thần duy nhất của trẫm mong hoàng thúc chớ phụ trẫm mông giúp trẫm liên lạc nghĩa sĩ giúp trẫm trung hưng đại hán lưu bị thấy lưu hiệp kích động như thế trong lòng thầm nghĩ bệ hạ một lời hết sức chân thành ngược lại làm cho người ta cảm động chỉ tiếc thân hãm nhà tù bị tào tháo vững vàng khống chế cho dù có đế vương chi chí cuối cùng lại cái gì cũng không làm được nếu như bệ hạ quả nhiên là đại quyền trong tay hoàng đế chuẩn bị cũng nguyện ý làm một cái trung thần đáng tiếc bệ hạ hiện tại tự thân khó bảo toàn ta không thể lấy sinh mệnh ra đùa giỡn ta còn phải giữ lại thân thể hữu dụng giúp đỡ hán thất bệ hạ tốt của ta ngươi cứ ở trong cung khốn đốn đi đại hán trung hưng thần tự nhiên sẽ đi làm đợi thần nhất thống thiên hạ nhất định đối xử tử tế với ngươi nếu ngươi bất hạnh chết sớm, thần cũng sẽ hậu tán truy phong cho ngươi. Lưu bị tình chân ý thiết, nói với Lưu Hiệp. Bệ hạ yên tâm. Thần nào dám không hiệu quả tử lực. Hai chú cháu Lưu Bị và Lưu Hiệp bề ngoài tình thâm nghĩa trọng, thực tế trong lòng đều có quỷ thai. Sau khi trao đổi thật lâu, Lưu Bị cáo từ rời đi, tài mắt Tào Tháo lưu lại trong cung cũng vội vàng đi qua thông tin mật. Lúc này Tào Tháo đang cùng một đám mưu thần nghị sự trong tướng phủ biết được tình huống trong cung mưu thần tuân du khuyên can tào tháo hôm nay thiên tử nhận lưu bị làm hoàng thúc lại trọng thưởng tước vị lấy lưu bị kiêu hùng tư chất việc này chỉ sợ đối với chúa công bất lợi a à. tào tháo lại không để lưu bị ở trong lòng khoát tay cười nói bệ hạ cho lưu bị gia quan tiếng tước chính là xuất phát từ ta bày mưu đặc kế lưu bị đã thừa nhận mình là hoàng thúc tự nhiên cũng phải nghe hiệu lệnh của bệ hạ càng có lợi cho bản tướng khống chế cho dù người này lại là anh hùng chỉ cần người ở hứa đô liền lật không nổi sóng gió gì không đáng lo người mà ta lo lắng chính là thái úy dương bưu người này ở trong triều cây to rễ sâu nếu liên lạc với nhị viên thì làm hại không ít mưu thần trình dục vẻ mặt nghiêm nghị nói với tào tháo vậy chúa công có thể phái người tố giác dương bưu cấu kết nhị viên ý đồ mưu phản bắt giam trị tội Tào Tháo khẽ vuốt cầm nói. Ngươi biết lòng ta, Trình Trọng Đức cũng vậy. Chuyện này giao cho Đổng Chiêu xử lý, để mãn sủng thẩm tra là được. Trình Dục thấy Tào Tháo tiếp thu ý kiến của mình, trong lòng mừng rỡ, tiếp tục khuyên nhủ Tào Tháo. Chú Công, ngài bây giờ đã thảo diệt lữ bố, quy danh ngày càng thịnh, trở thành danh xứng với thực trung nguyên bá chủ. Sao không mượn cơ hội này làm việc của vương bá? Đề nghị của Trình Dục khiến Tào Tháo vô cùng động tâm, hắn đã không còn là tào mạnh đức năm đó một bầu nhiệt huyết muốn dết giặc báo quốc nữa theo địa bàn cùng thực lực dần dần mở rộng giả tâm của tào tháo cũng từng bước bành trướng tào tháo suy nghĩ một lát cuối cùng lắc đầu nói trong triều vẫn có không ít cánh tay thần hướng về hán thất việc này không thể khinh động ta nên mời thiên tử vây quanh hứa điền thăm dò lòng người trong triều một chút rồi mới định đoạt sau khi lưu bị rời đi không bao lâu quốc trượng phục xong liền hào hứng đi tới hoàng cung hỏi lưu hiệp bệ hạ thế nào vậy lưu huyền đức chính là anh hùng đương thời ta nghe nói bệ hạ nhận hắn làm hoàng thúc còn phong hắn làm tả tướng quân hiện tại ta có thể đi tìm hắn mưu đồ đại sự rồi chứ lưu hiệp thầm nghĩ phục xong là sợ mình chết chậm tìm đường chết chưa đủ hắn đành phải trấn an phục hoàng quốc trượng việc này không thể gấp được Tào Tháo cây to rễ sâu, không phải một lưu bị có thể tiêu diệt. Phục Hoàng gật đầu nói. Bệ hạ nói rất đúng, muốn mưu đồ Tào Tặc nên liên lạc nghĩa sĩ trong triều cùng nhau cử sự. Lưu Hiệp xem như hiểu rõ, Phục Sông tuyệt đối là phái cấp tiến hương Phục Đại Hán, đáng tiếc người này thành sự không đủ bài sự có thừa, không đủ phó thác trọng trách. Quên đi, vẫn là nhổ lông cừu trên người hắn trước đi. Phần thưởng người mới đã dùng, Lưu Dật cũng không ngại thêm hai người bạn tốt. Quốc trưởng A, ngươi nguyện ý làm bằng hữu của trẫm sao? Phục Hoàng sửng sốt, nói ra. Bệ hạ là thiên tử, há có thể làm bạn với thần tử? Sao lại không thể? Trẫm đọc hết sử sách, từ thời Xuân Thu Tề Hoàng Công đã làm bạn với Quảng Trọng, thành tựu giai thoại quân thần hiểu nhau. Quốc lực Tề Quốc cũng bởi vậy mà phát triển không ngừng, trở thành đứng đầu Xuân Thu Ngũ Bá chẳng lẽ quốc trưởng không muốn làm quản trọng của trẫm? Phục sông nghe Lưu Hiệp đem hắn so sánh với quản trọng, cả người liền giống như đánh máu gà sắc mặt đỏ bừng, kích động nói. Bệ hạ, thần nguyện ý làm bằng hữu của ngài. Bệ hạ yên tâm, có thần ở đây, nhất định trợ giúp bệ hạ thành tựu đại nghiệp. Chủ ký xin thêm bạn tốt xin thông qua. Chúc mừng ký chủ, thành công thêm bạn tốt phục xong. Chương 4 Thượng thư phó xạ Trung Diêu bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Phục hoàng cùng ký chủ trước mắt độ hữu hảo. 82. Ký chủ có thể từ hảo hữu phục xong trên người rút ra bốn lần khen thưởng, có phải hay không bắt đầu rút ra? Quốc trưởng phục xong chính là không giống nhau, đối với trẩm quả nhiên đủ trung thành, so với lưu huyền đức 10 điểm độ hữu hảo mạnh hơn nhiều. Rút ra. Đang vì ký chủ rút ra khen thưởng. Rút ra thành công. Chúc mừng ký chủ, đạt được màu trắng tài nguyên, tiền 5 vạn. Lấy được tài nguyên màu trắng, tiền 7 vạn. Đạt được mệnh cách màu đen, ấn đường biến thành màu đen. Đạt được mệnh cách màu xanh lá cây, đương triều quốc trượng. 12 vạn tiền, hệ thống đã chiết tính là kim 1.200 lượng, cất giữ tại hệ thống không gian bên trong. Ấn đường biến thành màu đen. Mệnh cách màu đen. Phục sông mệnh độ nhiều thăng trầm, thời vận không tốt, Giá trị vận khí giảm xuống 50%. Khi mưu đồ địch nhân, có 80% xác suất bị địch nhân nhìn thấu. Khi gặp nguy hiểm, có 50% khả năng tử vong ngay lập tức. Hệ thống không thể nghi ngờ là rất nhân tính, đem vàng cất giữ trong không gian hệ thống, đối với lưu hiệp mà nói thì an toàn hơn nhiều. Nhưng mệnh cách màu đen này là cái quỷ gì? Dĩ nhiên làm phần thưởng bị trẫm đạt được, xác định không phải muốn chơi chết trẫm sao? lưu hiệp cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận vì sao phục xong là đồng đội heo có kỹ năng lừa gạt như vậy ai cùng phe với hắn ai xui xẻo a à? hệ thống phần thưởng này trẫm có thể buông tha hay không đinh phần thưởng là chủ ký sinh rút ra mà đến chủ ký sinh có quyền buông tha vậy thì tốt rồi lưu hiệp cuối cùng thở phào nhẹ nhõm âm thầm nói với hệ thống buông tha mệnh cách màu đen tấn đường biến thành màu đen Hệ thống nhận được, đã xóa bỏ mệnh cách màu đen, tấn đường biến thành màu đen khỏi danh sách mệnh cách ký chủ. Đương triều quốc trường Lục sắc mệnh cách Người có mệnh cách này, xác suất gã nữ nhi cho hoàng đế tăng lên, xác suất nữ nhi được sủng ái ở hậu cung tăng lên. Độ hữu nghị cơ bản giữa quốc trường và hoàng đế tăng thêm 20 điểm. Xác suất được hoàng đế trọng dụng tăng thêm 20%. Lưu Hiệp thở dài một hơi, hắn biết phục xong trên người không có hàng tốt gì mệnh cách màu xanh lá cây này đối với người bình thường mà nói có lẽ không tệ đối với lưu hiệp mà nói chính là rác rưởi chính hắn chính là hoàng đế cũng không thể đem nữ nhi gã cho mình vậy còn thể thống gì hệ thống xóa luôn cái mệnh cách màu xanh lá cây này đi đinh xóa bỏ xong thêm vào phục hoàng làm bạn tốt lưu hiệp cũng không phải không thu hoạch được gì ít nhất từ phục hoàng trên người đạt được không ít tiền tài. Bất quá người này trên người đã có ấn đường biến thành màu đen kỹ năng này ở, chính mình muốn bảo trụ hắn chỉ sợ rất khó khăn. Ngày hôm sau, một gã văn thần nho nhã chừng 40 tuổi tiến cung bái kiến Lưu Hiệp. Đây chính là Thượng thư Phó xạ Chung Quỳ, có chút nể trọng Tào Tháo. Lưu Hiệp nhìn thấy Chung Quỳ, lập tức phát động kỹ năng mới của mình, thao hối, chân thành và nhiệt tình nói với Chung Quỳ. Vương gia đã lâu không gặp ngươi vào cung nhiều ngày không gặp trẫm thật là nhớ a à. chung quỳ bị ánh mắt nóng bỏng của lưu hiệp nhìn chằm chằm có chút sợ hãi lúc trước hắn cũng thường xuyên đến giúp tào tháo truyền lời nhưng mỗi lần hắn đến phản ứng của lưu hiệp đều tương đối bình thản thậm chí trong mắt còn thường thường toát ra một tia hận ý hôm nay đây là làm sao vậy thái độ thay đổi lớn như vậy chung quỳ cố gắng từ biểu tình của lưu hiệp nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn nhưng Lưu Hiệp chính là một khuôn mặt chân thành, không hề sơ hở. Có lẽ là bệ hạ nghĩ thông suốt rồi. Cục diện triều đình hôm nay, thần cũng đúng là bất đắc dĩ. Bình tĩnh mà xem xét, Trung Quỳ và Lưu Hiệp cũng không có thù hận gì. Năm đó khi Lưu Hiệp bị Lý Thế Dân, Quách Thế Dân uy hiếp, là Trung Thế Dân đứng ra, liên lạc với Thị Trung Dương Kỳ, Thượng Thư Lan Hàng Bân, Lý Thế Dân Bộ Tướng Dương Phụng Tru Sát Lý Thế Dân, một sức thúc đẩy lưu hiệp đông quy. Lúc đó, hành vi của Trung Quỳ không hổ là trung thần của Đại Hán. Chỉ là sau khi lưu hiệp về đông, triều đình do Tào Tháo nắm giữ, lưu hiệp lại trở thành con rối. Mà Trung Quỳ thì được Tào Tháo thưởng thức, một đường bình bộ lên mây, một đường thăng chức làm ngự sử trung thừa, thị trung, thượng thư phó xạ. Giữa quân thần bởi vậy dần dần nảy sinh hiềm khích, không còn hòa thuận như ngày xưa. Bệ hạ, thần tới đây là phụng mệnh thừa tướng, mời bệ hạ ra khỏi thành vây săn. Thư tướng nói đế vương cổ đại xuân lục sát hạ miêu, thu can đông thú, bốn giờ ra ngoại ô, tỏ vẻ võ khắp thiên hạ. Bệ hạ là thiên tử đại hán, thống trị vạn dân thiên hạ, tự nhiên lấy săn ruộng giảng võ. Hôm nay thiên hạ nhiễu loạn, bệ hạ hướng thiên hạ bách tính biểu lộ thiên tử chi dũng võ, mới có thể khiến vạn dân quy tâm. Đối với tâm tư Tào Tháo, Lưu Hiệp rất rõ ràng cái gì mà hứa điện vây săn đều là lấy cớ, tào tạc chính là muốn mượn cơ hội này, nhìn xem phản ứng của đại thần trong triều, mượn cơ hội bài trừ đối kỹ. Loại hành vi này cũng giống như năm đó triệu cao chỉ hưu bảo ngựa. Nhưng thân là khôi lỗi, phải có giác ngộ của khôi lỗi, Lưu Hiệp gật đầu đáp. Ta biết rồi, việc này ta sẽ chuẩn bị thật tốt. Trung Khanh, giúp trẫm cảm ơn thừa tướng. Duy Mục đích đạt được, Trung Quỳ đang muốn cáo lui, lưu hiệp đột nhiên mở miệng nói chung khanh ngươi nguyện ý làm bằng hữu của trẫm sao chung quỳ nghe vậy kinh hãi mồ hôi lạnh đều chảy xuống hôm nay bệ hạ làm sao vậy là vội vã lôi kéo ta đối kháng tạo thừa tướng sao trọng trách như vậy thần hạ làm không được a à? mình vốn là cựu thần hán thất nếu để tai mắt tạo công biết được mình và bệ hạ là bạn vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm thần không dám thần sợ vi thần cáo lui chung quỳ nhanh chóng rời khỏi đại điện lưu hiệp không khỏi lắc đầu xem ra trong triều rất nhiều đại thần cũng không phải đều nguyện ý cùng trẫm làm bạn việc thêm bạn tốt gánh nặng mà đường xa a à. bất quá xem biểu hiện của chung quỳ tự hồ đối với mình coi như tôn kính người này có thể đặt ở trong danh sách dự bị đáng giá lôi kéo mấy ngày sau thời gian hứa điện vây săn đã tới hoàng hậu phục thọ tự mình phủ thêm bảo giáp cho lưu hiệp thân chiến giáp này chính là bảo vật do tiên đế lưu hoành đẩy mạnh chế tạo ngân long thôn chiến giáp ngươi có thể nói lưu hoành phá sản hoài nghi nhân phẩm của hắn nhưng lại không thể hoài nghi thưởng thức cùng hào phóng của lưu hoành trước ngực bảo giáp có một cái đầu rồng nuốt đầu chạm trổ lưu hiệp phủ thêm chiến giáp sau đó nhìn về phía gương đồng trong gương nhất thời xuất hiện một tiểu tướng tuấn lãng xuất trần uy phong lẫm liệt đổng quý phi ở bên hầu hạ không khỏi khen ngợi nói bệ hạ thật đúng là thích hợp với bộ chiến giáp này. Lưu Hiệp hài lòng gật đầu nói. Tiên đế chi vật, quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc trẫm võ nghệ không tinh thông, nếu không khoát giáp này chinh chiến tứ phương, trung hưng hán thất chẳng phải rất vui sao. Đổng Quý Phi hai mắt lóe sáng, nói với Lưu Hiệp. Bệ hạ anh minh thần võ, thiếp tin tưởng bệ hạ sẽ có một ngày phục hưng đại hán. Thái giám trương khiêm bên người Lưu Hiệp dắt ngựa, nói với Lưu Hiệp bệ hạ, giờ kém không nhiều lắm, mời lên ngựa đi. Chiến mã của Lưu Hiệp cũng là lương câu khó tìm trong thiên hạ, tên là Ánh Tuyết Ngọc Long Câu. Ngựa này cả người trắng như tuyết, không có một tia lông tạp, Lưu Hiệp cưỡi ngựa mà lên, đem bảo điêu cung, kim phù tiễn treo ở trên yên ngựa, cao giọng nói. Ra khỏi thành. Trương Khiêm cao giọng quát. Bệ hạ bãi giá ra khỏi thành. Hoàng đế ra khỏi thành, tất nhiên là tiền hô hậu ủng. Hứa đô bách tính ở bên đường dừng chân quan sát, đối với bọn họ mà nói coi như là khó được náo nhiệt. Lúc Lưu Hiệp ra khỏi thành, Tào Tháo đã sớm tụ tập đại quân chờ ở đây. Tào Mạnh Đức thân mặc kim giáp, chân nhảy qua trảo hoàng phi điện mã, bị một đám tàu ngụy mảnh tướng hộ ở chính giữa. Phía sau hắn đại quân đau thương như rừng, tinh kỳ dày đặc, một cổ chiến trận sát phạt khí phả vào mặt. Chương 5 Hứa ruộng săn bắn, Hoàng Tu Nhi đăng tràng bạn đang nghe tại truyện chấm audio đại quân bên cạnh tào tháo đều mặt hắc giác lệnh hành cấm các đại thần trong triều bị sát khí của đại quân xông lên ai nấy cầm như hến lưu hiệp tâm như gương sáng tào tháo xuất lĩnh đại quân tinh nhuệ đến đây chính là muốn kinh sợ bá quan thuận tiện hù dọa tiểu hoàng đế trẻ tuổi này lưu hiệp nhìn kỹ một chút phát hiện lưu bị lúc trước cùng mình ôn chuyện tình chú cháu cũng ở đây Lưu bị hai viên đại tướng đứng hai bên trái phải, một đời lưng hùng eo gấu, đầu báo mắt vòng, tay cầm một thanh xà mâu ngâm đen trượng tám. Người này nhìn qua giống như một khối than đen, lại giống như một đoàn liệt hỏa bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Thấy Lưu Hiệp nhìn tới, hán tử này cũng trợn tròn mắt tò mò nhìn lại Lưu Hiệp. Như vậy bạo liệt chi tướng, hẳn là trong truyền thuyết mảnh trương phi không thể nghi ngờ. Một người khác mắt phượng, mi tầm nằm, mặt như quả táo, thân khoác lục bào lục giáp, trên đầu còn đội nón xanh độc đáo, tay cầm thanh long yển nguyệt đao. Trang phục nổi bật như vậy, không cần hỏi, chính là quan nhị gia đại danh lừng lẫy hậu thế. Quan Vũ cũng không giống Trương Phi như vậy đối với hoàng đế tò mò, hắn chỉ là dùng dư quan liếc lưu hiệp một cái, liền lập tức quay đầu đi. Ở quan Vũ xem ra, ở trước mặt mọi người nhìn lại hoàng đế là đối với hoàng đế không tôn trọng, tam đệ không hiểu, chính mình về sau cần phải dạy hắn nhiều. Lưu Hiệp nhìn hai người trong lòng lửa nóng, này hai viên mảnh tướng, trên người nhất định có rất mạnh kỹ năng cùng mệnh cách. Nếu có thể thêm hai người này làm bạn tốt, đối với đại nghiệp của trẫm trợ giúp không nhỏ. Tào Tháo lập tức thi lễ với Lưu Hiệp, cao giọng nói. Thần Tào Tháo, cung nên bệ hạ. Chúng tướng đồng thanh quát. Chúng thần cung nên bệ hạ. Lưu Hiệp giơ tay lên, đáp lại. Chư tướng không cần đa lễ. Thừa tướng, chúng ta bắt đầu đi. Vi thần tuân mệnh. Đã nên đón Lưu Hiệp, Tào Tháo liền lệnh đại quân đi về phía trước, sắp xếp bãi săn cho hứa điên. Lần này ra khỏi thành, Tào Tháo mang theo 10 vạn đại quân đến đây, toàn bộ đều là bộ đội tinh nhuệ dưới trướng hắn. Các quân sĩ vây quanh khu vực săn bắn hơn 200 dặm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hoàng đế Lưu Hiệp và thừa tướng Tào Tháo. Tào Tháo hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đi săn này, có không ít tôi tới dắt chó ưng quý báu đi theo chỉ riêng việc huấn luyện những con chó săn và chim ưng này đã tốn rất nhiều tiền hoàng phi điện dưới hán tào tháo chạy song song với ánh tuyết ngọc long câu của lưu hiệp chiến mã của hắn thỉnh thoảng tiến về phía trước còn có thể vượt qua lưu hiệp một thân vị theo đạo lý mà nói hành vi như vậy của tào tháo đã xem như đại bất kính nhưng không ai dám nhiều lời sau lưng hai người đều là tâm phúc đại tướng của tào tháo những người này Lưu Hiệp phần lớn gọi không ra tên, bất quá Lưu Hiệp tin tưởng, trong bọn họ khẳng định có không ít lương tướng lưu danh sự sách. Lưu Hiệp thầm nghĩ trong lòng. Các tướng quân không nên gấp gáp, các ngươi mặc dù Minh Châu ám đầu đi theo tàu mạnh đức, chậm sớm muộn gì cũng có một ngày có thể giải cứu các ngươi ra. Bệ hạ hình như có tâm sự. Thanh âm tào tháo truyền đến tai Lưu Hiệp, Lưu Hiệp giật mình phục hồi tinh thần lại. À, không có. Trẫm chỉ là nhìn thấy tướng sĩ đại hán ta hùng tráng như thế, trong lòng sinh cảm khái. Trẫm có quân đội cường đại như vậy, lại có lương thần trung thành và tận tâm như thừa tướng phụ tá, thiên hạ lo gì bất định. Tào Tháo nhìn thẳng hai mắt Lưu Hiệp, muốn thông qua ánh mắt Lưu Hiệp nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Nhưng mà kết cục nhất định làm Tào Tháo thất vọng, có kỹ năng giấu tài này, ánh mắt của Lưu Hiệp vĩnh viễn là thẳng thắn mà chân thành. Có lẽ Bệ hạ chỉ là một tấm lòng son. Ai, người này nếu sinh ra trị thế, có lẽ cũng là một hoàng đế tốt, đáng tiếc. Hiện tại Tào Tháo không có bất kỳ muốn làm trung thần ý nghĩ, hắn chỉ muốn hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, thành tựu chính mình bá nghiệp. Tào Tháo nghĩ như vậy cũng là chuyện thường tình, ai cũng không muốn chấp tay nhường giang sơn mình giành được cho người khác. Tào Tháo lệnh cho chư tướng lần lượt xếp ra, cười nói với Lưu Hiệp. Bệ hạ những thứ này đều là đại hán tà bách chiến bách thắng mạnh tướng không biết bệ hạ muốn xem người nào bắn lưu hiệp chỉ nhận ra lưu bị thuận miệng nói để hoàng thúc tới trước đi lưu bị ông quyền nói với lưu hiệp thần lưu bị tuân lệnh trong hứa điền nhiều nhất chính là thỏ rừng lưu bị dương cung lắp tên vừa vặn bắn trúng một con thỏ đang chạy lưu hiệp cười nói hoàng thúc quả nhiên giỏi tiễn pháp Tào Tháo cũng khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi Lưu Hiệp. Bệ hạ còn muốn xem ai bắn? Lưu Hiệp đánh giá chư tướng dưới trướng Tào Tháo một chút, quả thật mỗi người đều uy vũ bất phàm. Trong đó có tiểu tướng một 16 tuổi, tuổi còn nhỏ đã cao lớn, tóc cùng râu mép đều là màu vàng nhạt, tăng thêm vài phần uy vũ chi khí. Lưu Hiệp chỉ vào tướng này nói: "Tiểu tướng quân này dung mạo khác với người thường, chắc hẳn thân mang tuyệt kỹ." liền để hắn cho trẫm triển lãm một phen tiễn thuật đi. Tào Tháo nghe vậy cười nói. Đây là hoàng tu nhi của ta, nếu bệ hạ có nhã hứng này. Chương nhi, ngươi tới vì bệ hạ triển lãm một phen tiễn thuật. Hài nhi lĩnh mệnh. Tiểu tướng Tào Chương lần đầu tiên bị hoàng đế gọi tên, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Sắc mặt hắn hơi đỏ lên, dục ngựa cầm cung, hướng về phía trước bắn một mũi tên. Vèo. Một mũi tên bắn ra, một con thỏ xám vừa mới thò ra bụi cỏ lên tiếng đáp mà ngã, chư tướng tàu quân phát ra từng trận trầm trồ khen ngợi. Nhưng thực lực của tàu chương hiển nhiên không chỉ có thế, lại là một mũi tên bắn ra, bắn trúng một con thỏ trắng đang nhảy nhót. Rồi sau đó tàu chương lại dương cung đáp tên, một con thỏ trắng lên tiếng ngã xuống. Liên châu tam tiễn, tất cả đều trúng thỏ rừng, tiễn kỹ của tàu chương hiển nhiên ở trên lưu bị. Được rồi. Tiểu tướng quân thật là thần xạ. Lưu Hiệp vỗ tay cười to, các võ tướng xung quanh cũng phụ họa theo. Trương Phi nhỏ giọng nói với Quan Vũ. Nhị ca, tiểu tào tặc này thực lực không yếu. Chờ hắn trưởng thành, chỉ sợ dưới trướng tào tặc lại có thêm một mảnh tướng. Quan Vũ hiếp mắt đang phượng nói ra. Lúc nhỏ thiên phú cao, về sau chưa chắc có thể trở thành tuyệt thế mảnh tướng. Có huynh đệ ta ở đây, thiên hạ mảnh sĩ có gì đáng nói? Mọi người đang tán thưởng tiễn kỹ của Tào Chương, đột nhiên có một con hưu lớn từ trong bụi gai vọt ra. Con hưu này có hoa văn ba màu, hiển nhiên là một dị chủng. Tào Tháo nhìn thấy con hưu ba màu này, cao giọng nói với Lưu Hiệp. Thiên giáng thần lộc, chính là điềm lành của Đại Hán. Bệ hạ màu bắn đi. Lưu Hiệp túng lấy cung bảo điêu, tay vén mũi tên, trong lòng suy nghĩ nói. Tào tặc để trẫm bắn hưu, là muốn trẫm trước mặt mọi người xấu mặt hay là muốn mượn cái này lập uy có lẽ cả hai đều có trẫm đã không thông xạ thuật dứt khoát liền thỏa mãn ý tào tặc lưu hiệp một mũi tên bắn ra cũng không bắn trúng hưu ba màu tào tháo ở bên cổ vũ lưu hiệp nói một mũi tên này chỉ thiếu một chút bệ hạ không ngại bắn thêm một mũi nữa trẫm có tào thừa tướng độc nhất vô nhị một con hưu mà thôi không cần trẫm tự mình động thủ lưu hiệp không làm theo lời tào tháo trực tiếp bỏ bảo điêu cung vào trong tay tào tháo trẫm rất thích con hưu này liền để khanh làm thay đi đừng tổn thương tính mạng nó tào tháo vốn muốn lưu hiệp bắn ba mũi tên còn mình lại xin bảo điêu cung bắn chết hưu ba màu không ngờ lưu hiệp lại ra lệnh cho mình trước chẳng lẽ hoàng đế thật sự coi mình là trung thần tào tháo không tin lưu hiệp là kẻ ngốc như vậy bất quá nếu bệ hạ có mệnh hắn cũng không thể không theo thần tuân chỉ Tào Tháo nhận lấy bảo cung kim tiễn, cài đầy dây cung, một mũi tên bắn nhanh ra. Kim phù tiễn chính giữa chân trái tam sắc lộc, tam sắc lộc phát ra một tiếng rên rỉ, ngã xuống đất. Chương 6 Tam sắc hưu, tạo thừa tướng bọn công tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Là kim phù tiễn của bệ hạ. Nhất định là bệ hạ bắn trúng con hưu này. Bệ hạ thần xạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế quần thần thấy trên đùi hưu ba màu cắm mũi tên vàng chỉ nói là lưu hiệp một mũi tên trúng hưu ba màu cùng hô to vạn tuế tào tháo thúc giục trảo hoàng phi điện hai bước chạy tới trước lưu hiệp chặn lưu hiệp ở phía sau nhận đại lễ quần thần tào tháo đắc chí vừa ý vẫy tay chào quần thần lưu hiệp ở phía sau tào tháo trong lòng thầm nghĩ hay cho tào mạnh đức quả nhiên kiêu ngạo không để trẫm ở trong mắt cũng đúng, trẫm một cái hữu danh vô thực khôi lỗi thiên tử, chỉ sợ ngay cả một cái huyện lệnh cũng không dễ điều động. Ở trong mắt loạn thế gian hùng lại tính là cái gì? Bây giờ còn không thể gấp gáp, trước cẩn thận. Ở đây có không ít trung thần, đều cực kỳ phẫn nộ đối với hành vi đi quá giới hạn của Tào Tháo. Nhất là lưu bị nghĩa đệ quan vũ, hắn cái kia một đôi vẫn hiếp đang phượng nhãn đột nhiên mở ra, trong tay thanh long yển nguyệt đao vừa chuyển, liền muốn thúc ngựa mà ra chém giết Tào Tháo. Lưu Bị đối với hai vị huynh đệ của mình cực kỳ hiểu rõ, nhìn thấy thái độ này của Quan Vũ, nào còn không biết hắn muốn làm gì. Lưu Bị trước tiên túng lấy cánh tay Quan Vũ, lắc đầu ra hiệu với Quan Vũ. Tuy rằng hắn cho rằng nhị đệ của mình vô địch thiên hạ, nhưng Tào tướng ở đây người đông thế mạnh, hứa chữ, hạ hầu hiên, hạ hầu uyên những đại tướng này đều ở bên cạnh nhìn chầm chầm chớ nói chi Tào Tháo còn có 10 vạn đại quân ở đây, chỉ sợ bọn hắn ba ca hơi có vọng động, sẽ bị chém thành thịt buồn. Tào Tháo cũng chú ý tới động tĩnh của Lưu Bị, cười nói với Lưu Bị. Huyền Đức Công, bản tướng tiễn thuật như thế nào? Lưu Bị khiêm tốn đáp. Thư tướng thần xạ, thế gian hiếm có, mặc dù danh tướng cổ đại không bằng. Ha 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 ha. Tào Tháo vui vẻ cười nói. Có thể được Huyền Đức Công khen ngợi, bản tướng thật may mắn thân xạ bản tướng không dám nhận có thể săn đến hưu này toàn bộ nhờ vào hồng phúc của bệ hạ người đâu đưa hưu tới cho bệ hạ chân hưu ba màu trúng tên đã mất đi năng lực hành động được mấy giáp sĩ nâng đến trước mặt lưu hiệp nó hiển nhiên là bị kinh hãi phát ra tiếng kêu bô ô lưu hiệp ấn yên ngựa từ trên chiến mã nhảy xuống đưa tay khẽ vuốt sừng hưu ba màu đừng sợ ta sẽ không thương tổn ngươi. Có lẽ là do kỹ năng, dấu tài của Lưu Huyền Đức dùng quá tốt, ngay cả động vật cũng có thể lây nhiễm. Hưu ba màu được Lưu Hiệp trấn an, không ngờ ngừng hí vang, trở nên dịu ngoan, còn đưa tay liếm bàn tay Lưu Hiệp. Lưu bị thấy thế nhất thời kinh ngạc không thôi, loại năng lực có thể làm cho động vật thân thiện này, không phải chỉ có mình mình sao? Vì sao bệ hạ cũng có thể như thế? Sa kỵ tướng quân động thừa trung thành với Lưu Hiệp thấy thế hô to. Bệ hạ yêu quý sinh linh, thật là nhân từ chi quân, bệ hạ vạn tuế. Chúng thần đồng thanh đáp. Bệ hạ nhân từ. Bệ hạ vạn tuế. Tào Tháo biểu tình không thay đổi, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ những này hô to vạn tuế người tên. Xem ra thần tử trung thành với Lưu Hiệp trong triều còn có không ít, phải cắt bỏ từng cái một mới được. Lưu Hiệp và văn võ chúng thần đi săn đến trưa, ngoại trừ hai con thỏ hoang, lưu hiệp gần như không đánh được con mồi có giá trị gì ngược lại các đại thần khác thu hoạch tương đối phong phú đánh tới không ít hưu hoang chương tử lợn rừng thậm chí tiểu tướng tào chương còn săn được một con mãnh hổ dẫn tới tướng sĩ tào quân phát ra từng trận ủng hộ tào tháo nói với lưu hiệp bệ hạ nếu các tướng sĩ đánh tới nhiều món ăn dân giả như vậy sao không ở hứa điền thiết yến khao thưởng ba quân tướng sĩ lưu hiệp gật đầu nói trẫm cũng có ý này, hết thảy nghe theo thừa tướng làm chủ. Tào Tháo rời khỏi bên cạnh Lưu Hiệp, lệnh cho văn võ dưới trướng chuẩn bị tiệt rượu, Lưu Hiệp cũng khó có được một đoạn thời gian hoạt động tự do. Vây săn đã xong, nhóm văn võ đại hán top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, Lưu Hiệp thì đi về phía tiểu tướng Tào Chương. Ở bên cạnh Tào Chương tụ tập hai người trẻ tuổi, một người mặt trắng mắt nhỏ, dung mạo cùng Tào Tháo có bảy phần tương tự, nhìn qua có loại khí chất khôn khéo mạnh mẽ, còn có một người dung mạo tuấn mỹ quần áo hoa lệ để tóc dài thấy lưu hiệp đi tới ba người vội vàng bái lưu hiệp thần tào phi tào chương tào thực bái kiến bệ hạ chư khanh mời đứng lên năm ngoái tào tháo tây chinh trương tú chết đại tướng điển vi con trai tào ngang và cháu trai tào an dân ngoại trừ tào ngang trong số những đứa con còn lại của tào tháo thì ba người tào phi là ưu tú nhất lưu hiệp mỉm cười nói với ba tên tiểu tào tặc các ngươi đều là con yêu của thừa tướng trẫm thường xuyên nghe thừa tướng nói về các ngươi với tài hoa của các ngươi tương lai trưởng thành nhất định sẽ là rường cột đại hán ta nhất là ngươi tào tử văn ngươi vừa rồi cái kia ba mũi tên nhưng là để trẫm mở rộng tầm mắt a à. có kỹ năng giấu tài tồn tại tào chương đối với lưu hiệp địch ý cùng đề phòng rất thấp chỉ cảm thấy lưu hiệp lễ hiền hạ sĩ là khó được nhân quân Tào Chương được Lưu Hiệp khen ngợi, kích động nói. Thần thuở nhỏ thích luyện võ, thân này mang lực không đáng nhắc tới. Vừa rồi thần săn được một con hổ, muốn đem ra hổ dân cho bệ hạ, để trợ giúp thần uy bệ hạ. Tào Chương tuổi còn nhỏ, tính tình lại tương đối ngay thẳng, nhìn không ra ngươi lừa ta gạt cùng đấu tranh chính trị trong triều. Trong cảm nhận của hắn, phụ thân Tào Tháo là thừa tướng Đại Hán, là trung thần của Đại Hán, bọn họ làm nhi tử về sau sớm muộn gì cũng phải dốc sức cho bệ hạ có thể được bệ hạ thưởng thức là may mắn của mình được 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 trẫm sẽ chờ gia hổ của tử văn lưu hiệp vỗ vỗ bả vai tào chương cười nói gia hổ này tử văn nhất định phải tự mình đưa đến trong cung trẫm còn muốn nâng cốc nói chuyện vui vẻ với ngươi bệ hạ thưởng thức mình như thế tào chương hưng phấn không thôi lớn tiếng đáp duy lưu hiệp rất hài lòng với phản ứng của tào chương hiện giờ mình đang ở trong tù đại sự trong triều đều do tào tháo định đoạt dưới tình huống như vậy hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực để tích lũy thực lực của mình lưu hiệp muốn giao hảo với mỗi người hắn có khả năng lôi kéo cho dù người này là nhi tử tào tháo có lẽ lôi kéo nhi tử tào tháo đối với đại nghiệp của lưu hiệp càng thêm có trợ giúp lưu hiệp lại quay đầu nhìn tào phi cười nói với tào phi ân ta đã sớm nghe nói qua ngươi là văn võ toàn tài rất có phong thái của thừa tướng tương lai cánh tay chi thần của trẫm không phải tào tử hoàng ngươi thì không ai khác bệ hạ khen sai rồi thần xấu hổ không dám nhận tào phi ngoài miệng khiêm cung trong lòng lại âm thầm cảnh giác vị đại hán thiên tử này đối với mình quá mức nhiệt tình với tâm cơ lòng dạ và địa vị trong cảm nhận của tào tháo tào tháo muốn mưu đồ đại sự tào phi nhất thanh nhị sở thế cục trong triều Tào Phi cũng nhìn thấu. Vì hoàng đế khôi lỗi này lấy lòng mình như thế, không phải có mưu đồ, thì là một kẻ ngốc vô tâm vô phế. Bất luận là loại tình huống nào, Tào Phi cũng không muốn kết giao. Tào Phi bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, Lưu Hiệp cũng không thèm để ý, nói với Tào Thực bên cạnh. Tào tử kiến danh động Lạc Dương, tài danh của ngươi trẫm đã sớm nghe thấy. Tác phẩm xuất sắc của tử kiến hiền đệ, trẫm cũng may mắn bái đọc qua mấy ngày nữa trẫm ở trong cung thiết yến, mời tử kiến cùng mấy vị danh sĩ lạc dương cùng nhau yến ẩm, không biết tử kiến có nguyện ý thưởng thức hay không. Di chú Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực tuổi tác, tác giả hữu nghị tăng lên mấy tuổi, nhân vật quyển sách lấy tác giả thiết lập làm chuẩn. Người xưa thường dùng hai chữ duy và nặc. Duy khúng núng, duy mệnh thì tổng đều xuất phát từ hai chữ này. Trong đó, duy so với nặc càng thêm cung kính, thông thường dùng để người hạ vị trả lời người thượng vị. Chương 7 Trẫm có một chuyện muốn nhờ, mong rằng quốc trưởng đáp ứng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tào thực không kích động như Tào chương, cũng không nghi ngờ như Tào phi. Lúc này Tào thực tuổi còn trẻ, không quá quan tâm triều chính, chỉ say mê văn học. Hắn tiêu sái cười, nói. Có danh sĩ, có rượu, thực nhất định đúng hạng phó ước nếu có thơ thì hay hơn đáng tiếc ở hứa đô to như vậy người có thể làm thơ rất ít lưu hiệp mỉm cười nói với tào thực nếu tử kiến đúng hạng tới trẫm tất sẽ không để cho tử kiến thất vọng tào thực nghe vậy hai mắt sáng ngời hỏi bệ hạ cũng biết làm thơ ha ha cái này mà hơi hiểu hơi hiểu vậy thì tốt quá thần nhất định phải cùng bệ hạ luận bàn thi từ chi đạo được lợi từ kỹ năng màu tím cường đại thao hối ngoại trừ tàu phi lòng dạ rất sâu bên ngoài tàu thực tàu chương hai người đối với lưu hiệp ấn tượng coi như không tệ lưu hiệp lại khách sáo với bọn họ hai câu liền xoay người chào hỏi các đại thần khác đợi lưu hiệp đi rồi tàu phi hiếp mắt nói với hai vị huynh đệ vị bệ hạ này của chúng ta chỉ sợ không đơn giản các ngươi tốt nhất không nên đi quá gần hắn tàu chương nghe vậy mặc lộ vẻ giận dữ nói với tàu phi Tào Tử Hoàng, ngươi đây là có ý gì? Chúng ta đều là thần tử của Bệ hạ, há có đạo lý nghị luận sau lưng Bệ hạ. Thấy Tào Chương dầu muối không vào, trong lòng Tào Phi thầm mắng một câu mãn phu. Tào Tháo Phi thường yêu thích võ dũng của Tào Chương, chuyện trong triều cũng không muốn để Tào Chương xen vào, hẳn là muốn bồi dưỡng hắn thành một võ tướng thuần túy. Tào Phi điểm đến mới thôi, cũng không muốn nhiều lời. Dù sao cùng Lưu Hiệp lăn lộn cùng một chỗ, cuối cùng chịu thiệt vẫn là Tào Chương. Tào Thực lắc đầu cười nói. Nếu bệ hạ thông hiểu thi từ ca phú, vậy thật đúng là một diệu nhân. Ta Tào tử kiến cùng bệ hạ chỉ nói phong nguyệt, không nói cái khác, ha ha. Vậy thì tốt. Tào Phi nhẹ giọng ứng một câu, ánh mắt nhìn Tào Thực có vài phần kiên kỵ. Lúc Tào Ngang còn sống, mấy huynh đệ bọn họ thành thật nghe đại ca phân phó là được, bá nghiệp của Tào Tháo, tương lai nhất định phải truyền cho Tào Ngang, bọn họ căn bản không có cơ hội nhúng chàm. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, Tào Ngang vừa chết, huynh đệ bọn họ tự hồ đều có cơ hội kế thừa đại nghiệp Tào Tháo. Tào Tháo nắm giữ quyền lực, Tào Phi Chí tại nhất định phải có được, hắn không tin Tào Thực có thể nhịn được loại hấp dẫn này. Chẳng lẽ, Tào Tử Kiến muốn đi theo con đường thân cận hoàng đế? Cũng không phải là không thể. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thái độ của Tào Tháo đối với Lưu Hiệp, Tào Phi lại yên lòng. Hừ. Phụ thân có thể chịu đựng lưu hiệp bao lâu? Đợi phụ thân bình định chư hầu thành tựu bá nghiệp, tào tử kiến chung quy là muốn tự ăn ác quả. Tào tháo nấu dê mổ bò, đại yến quần thần, lại đem thịt trừng săn được làm thành món ngon phân phát cho chúng thần, trong đó bao gồm cả con mảnh hổ tàu chương săn được. Lưu hiệp hai đời làm người, vẫn là lần đầu tiên ăn thịt hổ. Thịt này nói như thế nào đây? Thịt tương đối căng thẳng, còn có chút mùi tanh, xa xa không mỹ vị như thịt bò thịt dê. Ngược lại thịt hưu hương vị thập phần ngon, Lưu Hiệp nhìn không được ăn nhiều một chút. Mục đích tào tháo hứa điền vây săn đã đạt được, Lưu Hiệp liền bãi giá hồi cung, quần thần cũng tự tản đi. Trên đường trở về thành, quan vũ nhìn không được hỏi Lưu Bị. Huynh trưởng, hôm nay tào tặc lớn quân võng thượng, vậy mà chắn trước bệ hạ mà nhận quần thần đại lễ. Như thế đi quá giới hạn chi tặc, mổ muốn trảm chi tạ thiên hạ huynh trưởng vì sao ngăn cản ta vân trường ngươi không giết được tào tháo đâu lưu bị lắc đầu thanh âm bình thản nói ngươi cùng tam đệ đều vạn nhân địch nhưng tào tháo dưới trướng đại tướng cũng không thiếu cao thủ huống chi thiên tử đang ở bên cạnh tào tháo ngươi tùy tiện ra tay làm bị thương thiên tử thì làm sao bây giờ nếu như làm chuyện ám sát mặc kệ có thành hay không ba huynh đệ ta đều không thể sống sót rời khỏi hứa đô Quan Vũ thở dài nói, Tào Tháo sáng nghịch chi tâm rất rõ ràng, hôm nay không giết tên Tặc này, ngày sau đại hán chỉ sợ sẽ vì Tào Tặc mà khuynh đảo. Lưu Bị nói với hai vị huynh đệ, chỉ cần huynh đệ ta hiệp lực một lòng, sẽ có ngày tiêu diệt Tào Tặc, hưng phục hán thất. Trương Phi đối với đại ca Lưu Bị là tin phục nhất, liên tục gật đầu nói. Đại ca nói đúng a, à, muốn làm thịt Tào Tặc, cũng không vội tại đây nhất thời. Đại ca vậy tiếp theo huynh để chúng ta làm cái gì có nên liên lạc triều thần đối kháng tào tháo hay không có hoạt động bí mật nào không kế tiếp thôi vi huynh ngược lại có một đại sự phải làm trương phi hưng phấn nói đại sự gì trồng rau hả sau khi lưu hiệp hồi cung mong còn chưa ngồi nóng quốc trượng phục xong liền ra ngoài điện cầu kiến lưu hiệp bất đắc dĩ thở dài một hơi để thái giám trương khiêm dẫn phục hoàn toàn vào điện trong lòng hắn suy nghĩ nói là thời điểm khuyên phục xong ít đến trong cung lấy phục xong diễn xuất tất nhiên là ở tào tháo cái kia treo hào phản tặc đầu lĩnh cái này ấn đường biến thành hát trư đồng đội đừng đem trẫm cho lây bệnh không bao lâu phục xong lòng như lửa đốt bước vào trong điện nhìn thấy lưu hiệp vẻ mặt bi thiết nói bệ hạ ngươi chịu khổ Lưu Hiệp bị thanh âm phục xong làm hoảng sợ, hỏi. Quốc trượng. Chuyện này bắt đầu từ đâu? Phục xong tiến lên một bước, nói với Lưu Hiệp. Bệ hạ, thần đã nghe nói chuyện hứa điền vây săn. Tào tạc kia hôm nay ở trên bãi săn ngăn trở bệ hạ, bị thần hô chúc, quả thực là vô lễ đến cực điểm. Tào tạc có hành động này, chỉ sợ có tâm soán nghịch, bệ hạ không thể không cầu a. À. Nếu không nhanh chóng mưu đồ, Giang Sơn Đại Hán sợ rằng có nguy cơ mệt trứng. Lưu Hiệp thầm nghĩ Trẩm còn không biết Tào Tặc có tâm soán hán. Không riêng gì Tào Tặc có, Tào Phi tiểu Tào tạc kia cũng có, một nhà Tào gia già trẻ đều nhìn chầm chầm Giang Sơn Trẩm. Trẩm đã nghĩ biện pháp, biện pháp đối phó Tào Tháo có rất nhiều, duy chỉ có phương pháp phục xong là không thể thực hiện được. Hành vi của hắn quá mức đơn giản thô bạo, đối phó động trác thô lỗ như vậy cũng không nhất định hữu dụng, huống chi giang hùng tào tháo. Nhưng có mấy lời, Lưu Hiệp không thể nói quá tỉ mỉ với Phục Hoàng, bằng không tính cách Phục Hoàng rất có thể bại lộ ra ngoài. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tạm thời trấn an Phục Hoàng, nói với Phục Hoàng. Quốc trưởng A, à, hôm nay săn hưu, là trẫm để tào mạnh đức ra tay bắn chi, trẫm cảm thấy không có gì không ổn, quốc trưởng vẫn là quá mẫn cảm. Trong thời gian ngắn, Tào Tháo hẳn là không dám vọng động. Trẫm có một chuyện muốn nhờ mong quốc trượng đáp ứng bệ hạ cứ việc phân phó thần vạn tử bất từ vậy thì tốt rồi từ hôm nay trở đi quốc trượng ít tới cung gặp trẫm đây đây là vì sao a à? lưu hiệp hạ giọng ghé sát vào phục song nói trong cung tai mắt đông đảo quốc trượng tổng đến tìm trẫm khó tránh khỏi khiến tào tháo hoài nghi nếu tào tháo nổi lên lòng nghi ngờ chỉ sợ đối với quốc trượng bất lợi Quốc trượng chính là cánh tay phải của Trẩm, giấu tài, ngày sau đại nghiệp của Trẩm còn cần quốc trượng phụ tá. Ý của Lưu Hiệp là để cho Phục Sông yên tĩnh một đoạn thời gian, đừng quanh quẩn bên bờ vực tìm đường chết, cũng không biết lão nhân này có thể nghe hiểu hay không. Thì ra là thế, thần hiểu rồi. Bệ hạ yên tâm, thần sẽ không để ngài chịu khổ lâu đâu. Phục Sông dứt lời cáo từ mà đi, trong lòng lại thầm nghĩ. Bệ hạ trước chịu tai ương của động trác sau lại chịu nỗi khổ của Lý Thế Dân, hiện tại lại rơi vào tay Tào Tặc. Tuổi còn nhỏ, phải chịu đựng quá nhiều đau khổ không nên gánh vác. Chương 8 Tử Văn, ngươi có biết Đại Hán Tối Cường Võ Tướng là người phương nào? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bệ hạ để cho ta ít tiếng cung, là muốn bảo toàn ta. Dụng tâm lương khổ như thế, làm cho người ta cảm động. Nhưng người làm thần vì chủ tận trung chính là bổn phận, há có thể e ngại quốc tặc chỉ là ta thế đơn lực cô làm sao có thể đối địch với tào tặc chỉ có tụ tập trong triều trung nghĩa chi sĩ mới có thể cùng tào tặc chống lại cứu vớt bệ hạ phục hoàng phản phất nghĩ tới cái gì ánh mắt lại trở nên kiên định vội vàng mà đi trấn an đồng đội heo này xong lưu hiệp quả thực cảm thấy có chút đau đầu lấy tay ấn huyệt thái dương của mình có đôi khi sự tồn tại của một đồng đội heo phải vượt xa một kẻ địch cường đại Lưu Hiệp cảm thấy lúc đối mặt với Tào Tháo mình cũng không mệt mỏi như vậy. Không bao lâu sau, Đổng Quý Phi mặc quần áo màu lam, dáng người yếu điệu đi vào trong điện. Thần thiếp bái kiến bệ hạ. Là Ái Phi A. Ái Phi mời đứng lên, ngồi bên cạnh trẫm. Đổng Quý Phi tên là Đổng Ngọc Nhi, chính là em gái của Sa Kỵ tướng quân Đổng Thừa. Nàng có một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp động lòng người, mi mục như họa, lại có vài phần phong tình của nữ tử giang nam mỹ nhân dịu dàng như thế lưu hiệp cũng cực kỳ yêu thích lúc lưu hiệp mới vừa đi tới thế giới này còn từng cảm khái qua cho dù là bên cạnh một hoàng đế khôi lỗi cũng có hai vị giai nhân tuyệt sắc làm bạn xa không phải kiếp trước hắn có thể so sánh hôm nay bệ hạ đi săn ở hứa điền nhất định mệt mỏi thiếp giúp bệ hạ ấn một cái đi đổng ngọc nhi đứng ở phía sau lưu hiệp nhẹ nhàng lấy tay ấn cổ lưu hiệp Lưu Hiệp nhất thời cảm giác mệt mỏi thư giãn không ít. Lưu Hiệp hiếp mắt, nhẹ giọng nói. Có hoàng hậu cùng ái phi hai hiền nội trợ, thật là trẫm may mắn. Đúng rồi, sa kỳ tướng quân đã lâu không vào cung rồi nhỉ. Bệ hạ có việc muốn tìm huynh trưởng. Đúng là có một việc. Hiện giờ triều đình mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, chính là thời buổi rối loạn. Sa kỳ tướng quân vị trí quá mức mẫn cảm, trẫm là muốn nói cho hắn biết không thể vọng động. Mấy ngày nữa trẫm triệu xa kỵ tướng quân vào cung, người giúp trẫm khuyên nhủ hắn. Thần thiếp tuân mệnh. Đỗng Ngọc Nhi không biết chuyện triều đình, lại tuân theo mệnh lệnh của Lưu Hiệp. Trong mắt nàng, Lưu Hiệp chính là ông trời của nàng, vô luận vì Lưu Hiệp làm cái gì nàng đều vui vẻ chịu đựng. Ngày hôm sau, Lưu Hiệp vừa xuống triều, thực hiện chức trách công cụ của Tào Tháo, thái giám trương khiêm liền tiến lên bẩm báo khởi bẩm bệ hạ, tào chương công tử tào thừa tướng đến cầu kiến, nói là muốn dân gia hổ cho bệ hạ. Tử văn tới rồi. Hai mắt lưu hiệp sáng ngời, giờ tay nói. Mau tuyên. Không đúng, vẫn là trẫm tự mình đi nên đón tử văn đi. Lưu hiệp vội vàng mà đi, thái giám trương khiêm vội vàng đuổi theo phía sau. Trong lòng hắn có chút kỳ quái, tới bất quá là tào tháo một cái nhi tử, cũng không phải tào thừa tướng bản thân bệ hạ có cần phải coi trọng như thế không lưu hiệp đi tới cửa điện quả nhiên nhìn thấy râu tóc đều vàng ông tào chương gia hổ thật lớn đứng ở ngoài cửa điện hắn kéo cánh tay tào chương qua mừng rỡ nói tử văn trẫm cuối cùng cũng trông mong ngươi đi theo trẫm vào điện nói chuyện lưu hiệp đi lên sờ cánh tay tào chương làm cho tào chương có vẻ co quắp vi thần bái kiến tào chương tài kịp phản ứng muốn hành lễ với lưu hiệp lại bị Lưu Hiệp ngăn lại, kéo hắn đi vào trong điện. Trẫm cùng tử văn tuổi tương đương, lại nhất kiến như cố. Tử văn cũng không cần câu nệ những tục lễ này. Trương Khiêm, trẫm muốn thiết yến khoản đại tử văn. Thức ăn phải là thức ăn ngon nhất trong cung, rượu phải là rượu ngon nhất. Duy. Trương Khiêm không người lui ra, Lưu Hiệp dẫn Tào Chương vào trong điện, ngồi đối diện Tào Chương. Cho đến lúc này, Tào Chương vẫn bị vây trong trạng thái mơ hồ, qua một hồi lâu mới kịp phản ứng. Bệ hạ, đây là gia hổ thần hiến cho bệ hạ. Lưu Hiệp nhận lấy gia hổ, đặt trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Chất liệu gia hổ mềm mại nhẵn nhụi, hẳn là trải qua xử lý đặc thù. Được. Được. Tử văn, trẫm hôm nay thật sự là quá cao hứng. Trẫm cao hứng, không phải bởi vì được cái này thượng hảo gia hổ, mà là đạt được một viên hổ tướng. Tào chương vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, hỏi Lưu Hiệp. Bệ hạ muốn lấy ta làm tướng. Đương nhiên, tử văn thiếu niên anh hùng, tương lai tất là trong rủi chiến trường đại tướng. Trẫm sẽ chờ tử văn dẫn quân vì trẫm thảo bình thiên hạ, tru diệt nghịch tặc tứ phương. Lưu Hiệp tin mắt như thế, khiến hảo cảm của Tào Chương đối với hắn tăng nhiều. Lưu Hiệp ngay sau đó hỏi. Tử văn, ngươi có biết võ tướng mạnh nhất đại hán là ai không? Tào Chương nghĩ nghĩ, đáp với Lưu Hiệp võ tướng mạnh nhất đại hán hẳn là phiêu kỵ tướng quân hoắc khứ bệnh hoắc khứ bệnh tướng quân nhiều lần phá hung nô ẩm mã hàng hải phong lan cư tư khiến cho mạc nam không có vương đình là người sùng kính nhất trong cuộc đời ta nếu đời này ta có thể như hoắc khứ bệnh tướng quân cho dù da ngựa bọc thay chết cũng không hối hận tào chương càng nói càng kích động trong lòng lưu hiệp âm thầm gật đầu hắn có thể nhìn ra được tào chương tính tình thuần phát là một võ nhân thuần túy cùng huynh trưởng tào phi của hắn hoàn toàn bất đồng hơn nữa tào chương cũng không có giả tâm xưng vương một lòng chỉ muốn làm một đại tướng lưu danh sự sách có lẽ có thể vì mình sử dụng thật là một đứa trẻ ngoan lưu hiệp giống như thưởng thức một khối ngọc thô thưởng thức tào chương nếu người của tông tộc tào thị đều dễ lừa dối như tào chương mình cũng không cần sống mệt mỏi như vậy tử văn quả nhiên có chí hướng lúc này mấy cung nữ thanh tú bưng không ít rượu ngon món ngon lên Lưu Hiệp chủ động rót cho Tào Chương một ly rượu, khiến Tào Chương thụ sủng nhược kinh. Trong mắt trẫm, võ tướng mạnh nhất Đại Hán không phải hoắc phiêu kỵ. Tào Chương nghe vậy sửng sốt, nghi hoặc nói. Không phải hoắc phiêu kỵ thì là ai? Khai quốc đại tướng quân hàng tính. Không phải cũng không phải. Lưu Hiệp khoát tay cười nói. Trong mắt trẫm, Tào Thừa Tướng mới là võ tướng lợi hại nhất của Đại Hán ta. Phụ thân ta. Lưu Hiệp gật gật đầu, cười nói với Tào Chương. Từ khi loạn khăn vàng tới nay, Giang Sơn Đại Hán bấp bên. Trước có động trác hại nước, sau có lý thế dân loạn chính, chư hầu trong thiên hạ các cứ hỗn chiến, người muốn xưng vương xưng đế không thể đến xuể. Tử văn, người có biết là người phương nào nhiều lần xé khăn vàng, kêu gọi chư hầu thiên hạ thảo phạt nghịch tặc động trác không? Là ai vì trẫm tiêu diệt lý thế dân, nghền đón trẫm tại hứa đô, an phận triều đình? lại là ai nằm chinh bắc chiến bách chiến bách thắng vì trẫm khắc phục trung nguyên tào chương lẩm bẩm nói đó là cha tôi đúng vậy người làm tất cả đều là thừa tướng lưu hiệp bắt lấy tay tào chương nói với tào chương trẫm đã sớm nghe nói thừa tướng lúc còn trẻ muốn làm chinh tây tướng quân vì đại hán dương uy tái ngoại nhưng công lao hiện tại của hắn đã sớm hơn chí hướng năm đó gấp trăm lần hắn mới là có thể xuất tướng nhập tướng, vì trẫm quét ngang thiên hạ lương tướng bất thế. Bệ hạ Tào chương nghe được nhiệt huyết sôi trào, Lưu Hiệp nói ngay sau đó. trẫm nhìn thấy tử văn, giống như nhìn thấy tào thừa tướng vậy. Tử văn kế thừa võ lực thừa tướng, tất là lương tướng đại hán. Tương lai tử văn chính là hoác phiêu kỵ của trẫm tào thừa tướng của trẫm Quân thần ta và ngươi nắm tay, bình định thiên hạ sắp tới bệ hạ biết ta. Tào chương hoàn toàn bị Lưu Hiệp lừa gạt què, làm võ nhân, cũng không am hiểu dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm của mình. Hắn trực tiếp cầm bình rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Chương 9 Có thể trưởng thành mệnh cách võ giả. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lưu Hiệp thấy bầu không khí nóng lên không kém bao nhiêu, tiếp tục lừa dối tào chương. Tử văn, hiện giờ trên triều đình có thừa tướng vì trẩm phân ưu nhưng nhìn chung tuấn kiệt thế hệ trẻ tuổi của đại hán ta, có thể vì trẫm phân ưu cũng chỉ có ngươi. Tử văn, trẫm vẫn không có bằng hữu nào. Ngươi nguyện ý làm bằng hữu của trẫm thường xuyên đến trong cung bồi trẫm sao? Thiên tử thành thật với mình như thế, tào chương há có thể không đồng ý. Hắn lớn tiếng đáp với Lưu Hiệp. Có thể cùng bệ hạ làm bạn, chính là vinh hạnh của thần. Thần tự nhiên nguyện ý. Chủ ký sinh thêm bạn tốt xin thông qua chúc mừng chủ ký sinh thành công thêm bạn tốt tàu chương long đoạn sau quen gòi mồ hôi ký chủ có thể từ trên người bạn tốt tào chương rút ra ba lần khen thưởng phải chăng bắt đầu rút ra nghe được hệ thống nhắc nhở trong lòng lưu hiệp rất là phấn chấn thật không dễ dàng a à, tại lưu bị về sau chính mình rốt cục lại tăng thêm một cái người giống như phục xong cái loại này ấn đường biến thành màu đen heo đồng đội thêm vào hảo hữu tác dụng cũng không lớn tào chương tuổi còn trẻ võ nghệ cao cường tất nhiên có chỗ hơn người bắt đầu rút lưu hiệp không chút do dự hệ thống tiếp tục nhắc nhở hệ thống thu được đang vì ký chủ rút ra khen thưởng chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng màu trắng đao pháp cơ sở đạt được kỹ năng màu xanh lá cây phá trận tiễn pháp đạt được mệnh cách màu xanh lá cây võ giả có thể thăng cấp cơ sở đao pháp kỹ năng màu trắng, phương pháp bổ, trảm, liêu, đâm bình thường, có được kỹ năng này, có thể thuần thục sử dụng đao cụ. Phá trận tiễn pháp Kỹ năng màu xanh lá cây, quy lực trên cơ sở tiễn pháp, thông hiểu tiễn thuật này có thể thuần thục sử dụng cung nỏ. Nắm giữ phá trận tiễn pháp, có thể tiễn thuật uy hiếp quân địch, trình độ trong quân tương đương với mã cung thủ. Hai kỹ năng này tuy là một xanh một trắng, nhưng lại là kỹ năng tương đối vững chắc có được hai kỹ năng này lưu hiệp không tính là kẻ yếu trói gà không chặt hiện tại cho dù ném lưu hiệp vào quân đội hắn cũng coi như là binh sĩ đủ tư cách lưu hiệp biết hệ thống đánh giá tiễn thuật của hắn là trình độ của mã cung thủ đó chính là mã cung thủ bình thường tuyệt đối không phải trình độ như quan vũ vũ giả có thể thăng cấp mệnh cách màu xanh lá cây người có được mệnh cách võ giả trời sinh am hiểu tập võ tố chất thân thể so với bạn cùng lứa tuổi đề cao 20%. Đối với vũ kỹ lĩnh ngộ năng lực tăng lên 30%, cùng người tác chiến lúc, sức chiến đấu tăng lên 10%. Chú thích Mệnh cách này có thể thăng cấp, chủ ký sinh chỉ cần kiên trì không ngừng chăm chỉ luyện võ nghệ, hoặc là tăng thêm bạn tốt thu hoạch khen thưởng, liền có thể không ngừng tăng lên võ giả mệnh cách thăng cấp. Lần sau thăng cấp, có thể thăng cấp thành lam sắc mệnh cách vũ si độ thuần thuộc mệnh cách của võ giả. Không, 100. Đây là một cái có thể thăng cấp màu xanh lá cây mệnh cách. Lưu Hiệp sau khi đạt được mệnh cách, võ giả, trong nháy mắt cảm giác tố chất thân thể của mình tăng lên một mảng lớn. Lúc trước đến hứa điện vây săn, Lưu Hiệp cưỡi ngựa một ngày, cảm giác eo mỏi lưng đau nhất, hiện giờ loại cảm giác mệt mỏi này cũng không thấy. Hắn hiện tại có một loại xúc động cầm lấy đau hảo hảo luyện một canh giờ võ mệnh cách màu xanh lá cây có thể thăng cấp này trong mắt lưu hiệp so với mệnh cách màu lam bình thường còn trân quý hơn chỉ cần có thể một mực thăng cấp có một ngày thậm chí có thể trở thành mệnh cách màu cam hoặc màu vàng không hổ là hoàng tu nhi tào chương thật cho trẫm nổ thứ tốt a à. lưu hiệp đạt được ba lần khen thưởng đối với tào chương càng thêm nhiệt tình liên tiếp nâng chén cùng tào chương uống rượu rượu qua ba tuần lưu hiệp nói với tào chương tử văn võ nghệ cao cường trẫm rất hâm mộ a à. trẫm cũng vẫn rất thích võ đạo không biết tử văn có thể hay không dạy trẫm tập võ tào chương đương nhiên đối với yêu cầu của lưu hiệp không có gì không đồng ý gật đầu nói bệ hạ nếu muốn học võ thần đương nhiên tận lực truyền thụ vậy thì tốt quá chúng ta đến quảng trường điện hậu diễn luyện lưu hiệp mang theo tào chương đi tới diễn võ trường ở điện hậu tào chương cũng không dám dạy lưu hiệp binh khí liền nói với lưu hiệp bệ hạ thần dạy ngài một bộ quyền pháp đi tào chương dứt lời ngay tại trên quảng trường có nệ nếp đánh nhau bộ quyền pháp này thập phần đơn giản dễ hiểu là quyền pháp mà trung sĩ quân đại hán luyện tập khi tập võ có chút giống quân thể quyền của hậu thế lấy thiên phú vốn có của lưu hiệp cho dù là quyền pháp đơn giản hắn cũng là mắt biết tay không biết học chẳng ra gì chỉ chọc người cười nhưng sau khi trải qua mệnh cách gia trì của võ giả, thiên phú tập võ của Lưu Hiệp mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Một chuyến quyền đánh xuống, lại học được bảy tám phần quyền thuật tàu chương truyền thụ. Điều này làm cho tàu chương thập phần kinh ngạc, đối với Lưu Hiệp khen ngợi nói. Không nghĩ tới bệ hạ tập võ thiên phú tốt như vậy, nếu là bệ hạ cần tập võ nghệ, tương lai nhất định có thể trở thành sa trường mảnh tướng. Sau khi nói xong một câu, tàu chương mới ý thức được mình đã nói sai lưu hiệp là ngôi cửu ngủ, làm sao có thể lên xa trường chứ tào chương vội vàng bái lưu hiệp bệ hạ lời nói của thần mạo phạm thần biết tội lưu hiệp đỡ lấy tào chương chân thành nói trẫm cùng tử văn chính là bạn thân sao có thể vì lời nói mà trách móc nặng nề tử văn đi theo trẫm trở về tiếp tục uống rượu sau một hồi tiệc rượu lưu hiệp xem như tạm thời lôi kéo tào chương Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, chính mình đối với Tào Chương lung lạc, trong mắt Tào Tháo là non nớt mà buồn cười. Nếu Tào Tháo không can thiệp, Tào Chương tự nhiên có thể tiếp tục ở chung với Lưu Hiệp. Nếu không cho dù Tào Tháo của trách Tào Chương một trận, Tào Chương cũng tuyệt đối không dám vào cung gặp mình lần nữa. Tiễn Tào Chương đi, Lưu Hiệp thầm nghĩ. Trẫm hai ngày nay biểu hiện cùng dĩ vãng bất đồng, Tào Tạc có lẽ sẽ sinh ra cảnh giác hiện tại cũng không phải cùng tào tặc trở mặt thời điểm trẫm muốn nghĩ biện pháp gì để tào Tạc không hoài nghi trẫm đây lưu hiệp suy nghĩ trong lòng cũng không phải buồn lo vô cớ lấy tào tháo đa nghi tính cách dù cho hắn có màu tím kỹ năng thao hối tại cũng không dám nói là vững như thái sơn nhìn chung tam quốc diễn xuất mạnh nhất lúc ăn nhờ ở đậu cao thủ cấp đại sư có thể tự bảo vệ mình nhất chính là lưu bị ngay cả kỹ năng giấu tài này lưu hiệp cũng có được từ lưu bị Lưu Hiệp Tư nói Nếu đem trẩm đổi thành Lưu Huyền Đức, hắn sẽ làm thế nào? Nên phá cục như thế nào? Lưu Hiệp đột nhiên nghĩ đến kiếp trước Lưu Bị đi tới hứa xương liền bắt đầu trồng rau, cho dù Tào Tháo cùng hắn nấu rượu luận anh hùng, cũng không thử dò ra sâu cạn của Lưu Bị. Nếu Lưu Bị có thể trồng rau, tại sao trẩm lại không thể? Được rồi, trẩm thật đúng là không được. Lưu Hiệp quả thật không có cách nào trồng rau trong cung hắn cũng không có kỹ năng trồng rau kia trừ phi độ hảo cảm của lưu bị đối với hắn lại tăng lên có thể làm cho lưu hiệp tiếp tục rút ra kỹ năng mới từ trên người hắn học không được lưu bị trồng rau cũng không sao chẳng có thể làm chuyện khác hãy bắt đầu bằng việc nấu ăn từ khi lưu hiệp xuyên qua về sau hắn liền đối với đại hán đồ ăn rất không quen thời hắn nấu thịt chủ yếu là nướng lấy chiên nấu nấu làm phụ gần như không có món xào lưu hiệp thường ăn kiếp trước. Cách làm đối với rau dưa thì càng thêm đơn điệu, cơ hồ chính là nấu nước hoặc là dứt khoát chính là ăn sống. Lưu Hiệp cải tiến những món ăn này một phen, vừa có thể làm tê liệt tào tặc, đồng thời cũng có thể làm cho mình ăn thoải mái hơn một chút. Tay nghề đầu bếp trong hoàng cung cũng không tệ, mình chỉ cần hơi thêm chỉ điểm, những người này cũng đủ để làm ra mỹ vị. Chương 10. Lưu bị trồng rau Hoàng đế làm đồ ăn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hứa đô, phủ thừa tướng. Tào Tháo ngồi trong thư phòng múa bút vẫy mực, một văn sĩ trung niên mặc cẩm bào màu đỏ bước vào trong phòng, thi lễ với Tào Tháo. Đổng chiêu bái kiến chúa công. Công nhân đến rồi à, mau ngồi đi. Nhìn thấy Đổng chiêu, Tào Tháo nhất thời bỏ bút xuống, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Đổng chiêu là dòng chính của Tào Mạnh Đức, thuộc loại mưu thần tâm phúc không thể bị lưu hiệp lôi kéo hàng này đối với lưu hiệp mà nói chính là kẻ bán nước đáng tin cậy đem lưu hiệp từ lạc dương dời đến hứa xương chính là xuất phát từ mưu đồ của vị đổng công nhân này còn có tào tháo sau này gia phong ngụy công ngụy vương đều là đổng chiêu một sức thúc đẩy người này xem như một con chó tốt bên cạnh tào tháo trong tay hắn có một nhóm tâm phúc mật thám chuyên môn vì tào tháo giám thị lưu hiệp vu bá quan tào tháo hỏi đổng chiêu sau khi hứa điền vây săn thái độ của bá quan như thế nào có ai bất mãn với bản tướng không đổng chiêu cung kính đáp công bộ thị lan vương tử phục trường thủy giáo úy chủng tập chiêu tính tướng quân ngô tử lan đám người đối với thừa tướng cảm thấy phẫn nộ miệng nói ra lời oán hận còn có quốc trượng phục xong chung quanh bôn tẩu liên lạc triều thần thường xuyên nói ẩu nói tả tào tháo nghe vậy lắc đầu cười nói vẫn là những này vô năng cuồng nộ thất phu, bản tướng nhìn chầm chầm bọn họ đã có chút thời gian, chỉ là không tìm được thích hợp cơ hội thu thập bọn họ. Nếu là tìm được cơ hội tốt, ta chắc chắn những tặc tử này nhổ tận gốc. Đúng rồi, Lưu Bị gần đây đang làm gì? Còn có hoàng đế. Hoàng đế đang làm cái gì, đều ở trong cung triệu kiến người nào? Văn, tới, kịp. Sức chưa đạt tới, thẹn mình không theo kịp, thừa lúc, nhân dịp bắt bớ. Đại bổ đại bư, bắt, bắt bớ. Bắt bỏ tù. Về phần bệ hạ. Bệ hạ mỗi ngày ở trong cung nghiên cứu nấu nướng chi đạo, nghe nói phát minh ra không ít mỹ vị thức ăn. Gần đây ngoại trừ gặp mặt Phục Hoàng và Chương Công Tử, danh không có triệu kiến đại thần nào khác. Lưu bị trồng rau. Hoàng đế nấu ăn. Nghe Đổng Chiêu trả lời, cảm giác đầu tiên của Tào Tháo là hoang đường. Lưu Hiệp, lưu bị thật đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tào tháo trong lòng nghi hoặc nói lưu bị là kiêu hùng đương thời nhưng vẫn ở trong phủ trồng rau điều này rất không phù hợp với lẽ thường người này hoặc là mượn trồng rau mê hoặc ta bằng không chính là bị nhốt ở hứa đô nản lòng thoái chí đến tột cùng như thế nào bản tướng còn cần tự mình thăm dò về phần lưu hiệp cũng đi xem đi tào tháo vốn rất coi trọng lưu bị gần đây biểu hiện của lưu hiệp hơi khác thường cũng khiến tào tháo chú ý bản tướng đã biết tào tháo gật đầu với đổng chiêu nhẹ giọng nói người đi xuống trước đi tiếp tục theo dõi hoàng đế và triều thần không thể buông lỏng cảnh giác duy đổng chiêu lui ra tào tháo cũng rời khỏi thư phòng đi về phía hậu viện hắn muốn đi tìm tào chương hỏi một câu lưu hiệp đến tột cùng đã nói gì với tào chương Tào Chương lúc này đang ở trong viện luyện tập đao pháp, Tào Tháo ho nhẹ một tiếng, Tào Chương vội vàng thu đao mà đứng, cung kính nói. Phụ thân. Ừ, tử văn à, vi phụ nghe nói hôm trước con vào cung gặp thánh thượng. Tào Chương gật đầu đáp. Hài Nhi săn được một tấm gia hộ ở hứa điền, đáp ứng đưa cho bệ hạ, lúc này mới vào cung diện thánh. Ta nghe nói bệ hạ đối với ngươi rất tốt, còn thiết yến khoản đãi ngươi. Nghe Tào Tháo hỏi như vậy, tào chương hăng hái cười nói với tào tháo đúng vậy bệ hạ đối với hài nhi thập phần nhiệt tình lôi kéo hài nhi tay muốn cùng hài nhi làm bằng hữu lễ hiền hà sĩ như thế bệ hạ thật đúng là nhân đức chi quân a à. kéo tay chương nhi sao lưu hiệp đối với hành động của tào chương tào tháo cảm giác rất có vài phần quen thuộc thân ảnh lưu huyền đức không khỏi từ trong đầu hắn thoáng hiện ra a à, không hổ là hậu nhân của cao tổ thủ đoạn lôi kéo người khác đều giống nhau Tào Tháo hiện tại có thể khẳng định, Lưu Hiệp là muốn mượn cơ hội lôi kéo nhi tử Tào Chương của mình, chỉ là loại hành vi này của hắn đối với Tào Tháo mà nói thật sự buồn cười. Giao hảo nhi tử của mình là có thể đối phó chính mình. Trên đời này làm gì có chuyện rẻ tiền như vậy? Bệ hạ đã nói gì với ngươi, có đánh giá ngươi là cha hay không? Tào Tháo lấy mình ra trận, Lưu Hiệp muốn đối phó với mình, nhất định là phải vô thức ly gián tình cảm cha con của mình và Tào Chương thời gian lâu như vậy có lẽ có thể chôn xuống một cây đinh bên cạnh mình tào chương kinh ngạc nói phụ thân thật sự là thần vậy mà ngay cả cái này cũng biết tào tháo trong lòng cười lạnh lưu hiệp chỉ là tiểu nhi miệng vàng có chuyện gì có thể gạt được tào mạnh đức ta hắn nói gì với ngươi nói vì phụ quyền khuynh triều giả uy phúc mạc bỉ không có điện hạ nói phụ thân chính là võ tướng lợi hại nhất của đại hán lợi hại nhất võ tướng tôi ư ừ. tào tháo có chút mơ hồ tào chương ngay sau đó chắc chắn gật đầu nói bệ hạ còn nói phụ thân năm đó chí hướng là đương chinh tây tướng quân hiện tại công tích đã gấp trăm lần chí hướng người có thể xuất tướng nhập tướng vì hắn bình định thiên hạ không phải phụ thân thì còn ai khác chinh tây tướng quân a nghe được xưng hô này tào tháo có chút hoài niệm đây vẫn là chí hướng thời niên thiếu của hắn khi đó đại hán mặc dù không ở thời kỳ cường thịnh nhưng cũng không có sụp đổ có thể dương uy tái ngoại vẫn là giấc mộng của tào tháo mà hiện tại tào tháo mục tiêu còn lại là quét ngang chư hầu xưng bá thiên hạ khai sáng một cái thuộc về mình thời đại lưu hiệp cùng tử văn khen ta chẳng lẽ không có ý ly dáng cha con chúng ta hắn còn đang nấu ăn trong cung người này đến tột cùng muốn làm cái gì tào tháo nhìn người rất chuẩn lần đầu tiên hắn nhìn thấy lưu hiệp đã cảm thấy lưu hiệp là một thiếu niên có chút khôn vặt nhưng tính cách nhu nhược thiếu niên thiên tử như vậy rất dễ khống chế nhưng biểu hiện mấy ngày gần đây của lưu hiệp lại làm cho tào tháo đoán không ra phụ thân tào chương thấy tào tháo đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ sợ hãi gọi một tiếng hả ta bệ hạ bảo ta dạy hắn tập võ ta có thể thường xuyên vào cung gặp hắn không tào tháo suy nghĩ một lát gật đầu nói đương nhiên có thể bất quá tử văn phải tuân thủ nghiêm ngặt quân thần ở chung chi đạo bất luận bệ hạ nói gì với ngươi ngươi đều phải bẩm báo vi phụ để tránh va chạm với bệ hạ hiểu chưa hài nhi hiểu được tào chương mừng rỡ ứng một câu thầm nghĩ phụ thân quả nhiên là trung thần đại hán trước kia bất luận mình làm cái gì phụ thân cũng sẽ không nói với mình nhiều như vậy chỉ có ở cùng một chỗ với bệ hạ phụ thân mới có thể dặn dò rất nhiều bệ hạ chính là đại hán nhân quân phụ thân lại càng là hiền tướng bất thế xuất bệ hạ cùng phụ thân thật đúng là tấm gương quân thần hiểu nhau a à. tào chương trong lòng thầm hạ quyết tâm chính mình ngày sau cũng muốn giống phụ thân như vậy vì bệ hạ bại ưu giải nạn tào tháo không để ý tới tào chương nữa lững thững đi ra sân trong lòng suy nghĩ nói lưu bị và hoàng đế hay là gặp Lưu Bị trước đi. Lưu Huyền Đức tâm tư âm trầm, trong tay còn có binh mã. Nếu để cho hắn liên hợp với cựu thần trong triều, thì làm hại không ít. Ta muốn xem Lưu Huyền Đức trốt cuộc là trồng món gì. Hứa chữ. Nghe Tào Tháo kêu gọi, hung hổ chi tướng vẫn luôn bảo vệ trong phủ lên tiếng mà tới. Chúa Công có gì phân phó? Ngươi đi gọi Lưu Huyền Đức cho bổn tướng nói cho hắn biết trong phủ bổn tướng có thanh mai thượng hạng mời hắn tới uống rượu mạc tướng tuân lệnh